nhà bán hàng đang theo dõi livestream kích hoạt chiến dịch sale hè rực chị nhà bán hàng ngày hôm nay uh, trong chương trình livestream đặc biệt của Lazada uh, thì ngày hôm nay thì uh, cho bây là bây giờ thì đang là trong bắt đầu giai đoạn của mùa hè rồi cho nên là có rất là nhiều những cái thông tin đặc biệt từ Lazada ngày hôm nay muốn dành tặng riêng cho tất cả các anh chị nhà bán hàng thì bây giờ thì thanh duy đang rất là chờ đợi không biết là uh, đã có nhà bán hàng nào đã vào trong livestream này để chúng ta có thể cùng nhau giao lưu được không ạ uh, bây giờ thì thanh duy đang thấy là có uh, À đây mọi người đã bắt đầu vào rồi phần nội thất à, một thanh thanh à, chương trình bắt đầu chưa cả nhà ơi chương trình đã bắt đầu rồi bây giờ thì tất cả mọi người các anh chị nhà bán hàng có thể bước vào trong livestream này để chúng ta cùng nhau giao lưu và đặc biệt là trong buổi livestream ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những thông tin thú vị hấp dẫn dành riêng cho các anh chị nhà bán hàng à, ngoài ra thì cũng sẽ có những cái phần à, tư vấn những cái phần mà giải đáp thắc mắc cũng giống như là chia sẻ những thông tin à, thú vị à, của cái à, đợt à, chiến dịch lần này dành cho tất cả các anh chị ạ À, bây giờ thì thanh uh, thanh duy check xem là không biết là đã có những ai uh, các anh chị nhà bán hàng nào đã vào trong livestream này để mình có thể giao lưu một tí xíu À, không biết là à, mùa hè này thì các anh chị đã có những cái à, dự định gì chưa à, đặc biệt là à, hôm rồi thanh duy vừa có ra hà nội đó thì là trời à, trời có mưa à, rất là to và hôm hôm nay ở sài gòn thì cũng đã có những cái cơn mưa à, rải rác rồi à, không biết là ở nơi của anh chị thế nào à, có thể cập nhật cho thanh duy được biết là à, các anh chị đến từ đâu các à, các cửa hàng của anh chị nhà bán hàng của anh chị là đến từ đâu và không biết là thời tiết ở đó như thế nào không biết các anh chị đã có chuẩn bị gì cho cái đợt chiến dịch này không ạ xin mời ạ À, thanh duy thấy à, chào thanh duy xin chào xin chào bạn bách hoa xin chào jbl office store xin chào jbl à, ở đây mình có sony cường phan à, bạn sony cường phan hello chàng cháu hồng nha mặt màu hồng cho nó tươi mới và hợp với không khí mùa hè ngày hôm nay như các bạn đã thấy hôm nay thì chở cái cái sân khấu này rất là một cái màu sắc rất là tươi mới đúng không ạ à? chúng ta có những cây dừa nè chúng ta có uh, những trái bóng làm thanh duy liên tưởng tới là mình đang đi dạo trên bãi biển vậy ngoài ra thì là cái 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 màu hồng rực sáng rồi đặc biệt là có cái hai chú uh, cái cái chú uh, cái sư tử rất là đáng yêu của Lazada ở đây uh, và hy vọng là trong buổi uh, livestream ngày hôm nay thì thanh duy cũng giống như là tất cả những anh chị đến với chương trình sẽ mang tới những giây phút thật là thú vị và cũng những cái thông tin đặc biệt để dành tặng cho tất cả các anh chị bán hàng ạ à. À, và mọi người ơi hãy vào xem livestream thật là nhiều để chúng ta có thể cập nhật được nhiều thông tin bổ ức bổ ích để chuẩn bị cho chiến dịch sale hè rực rỡ mọi người nha và bây giờ thì à, hôm nay thì chúng ta Thanh Duy có à, giới thiệu, sẽ giới thiệu đến tất cả các anh chị nhà bán hàng à, những nhân vật rất là đặc biệt. Họ sẽ à, đến đây để mà chia sẻ những thông tin thú vị dành cho tất cả các anh chị. À, đầu tiên Thanh Duy xin được à, giới thiệu tránh văn phòng tổng giám đốc chị Tuyết Vũ. Tiếp theo à, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của giám đốc chiến dịch khuyến mãi chị Hà Phan. Và đặc biệt đại diện bộ phận Last Life chị Hảo Chu ba à, nhân vật này sẽ mang tới rất nhiều những thông tin hấp dẫn và thú vị cho nên là tất cả các anh chị nhà bán hàng hãy nhớ theo dõi livestream ngày hôm nay và đặc biệt là ngoài ngoài sự xuất hiện của các anh chị ra thì livestream hôm nay nếu chúng ta theo dõi thì cũng có thể nhận được những phần quà à, đặc biệt à, từ chương trình bây giờ thì chắc là thanh duy sẽ giới thiệu một tí xíu về các phần quà đặc biệt ngày hôm nay nha ở trên bàn của thanh duy hiện tại thì có đây duy xin giới thiệu đến các bạn đây là cái áo khoác của lazada cũng là được thiết kế đặc biệt uh, cho các uh, uh, trong chương trình yeah. đây cái áo này thì uh, rất là tiện dụng mọi người hả mình có thể uh, sử dụng nó ví dụ mình khoác hờ ở đây Đấy, mặc với áo vest cũng rất là chất đúng không mọi người phong <laughs> cách rất là biển luôn đây được chưa được chưa đây đấy cái này mình có thể uh, cài lại cũng rất là hay là nhìn cũng rất là chất nha mọi người đó đấy đấy đây là áo khoác chiếc áo khoác này cũng được thiết kế đặc biệt nha, dành cho tất cả các khán giả và đây sẽ là một trong những quà tặng thú vị hấp dẫn của chúng tôi ngày hôm nay mọi người đừng bỏ lỡ nha và tiếp theo thì thanh duy cũng muốn xin giới thiệu đến ngoài cái áo khoác này ra thì chúng ta còn có những cái sản phẩm mà được thiết kế riêng à, cho cái chiến dịch lần này ví dụ như là mình có à, một chiếc ca sổ planner một chiếc sổ ghi chép một chiếc sổ tay cái cuốn sổ tay này được thiết kế cái bìa này cũng rất là cứng nè các bạn cứng cứng và rất là chắc chắn mình có thể ghi à, những cái thông tin về chốt đơn bán hàng năm tháng này mình được bao bán được bao nhiêu số tiền có ai nợ mình hay không à, ở đây thì được thiết kế cũng rất là kỹ lưỡng từng tháng từng ngày rồi à, ngoài ra là có à, giấy thơm giấy thơm mọi người có thể à, sử dụng cái quyển sổ này để có thể cho những cái ghi chép bán hàng của mình hàng ngày các bạn ạ ngoài ra thì ở đây thanh duy thấy còn có à, đây một cái chiếc túi Chiếc túi này cũng khá là tiện dụng đúng không ạ? Chiếc túi này đựng uh, Cái dài này thì có thể đựng vừa một cái laptop nè Ngoài ra sổ sách, sách vở, bút viết Hay tất cả những gì mà các anh chị uh, Cần cũng có thể là sử dụng trong cái chiếc túi này Ngoài ra thì chiếc túi này thì Nó sách đi làm Cũng rất là Tiện dụng và Đẹp đúng không ạ? Đây, cái này làm người mẫu <laughs> cảm ơn các anh chị rất nhiều ngoài ra thì chúng ta còn có uh, thêm uh, đồng hồ chúng ta còn có đồng hồ thông minh Galaxy Fit uh, tai nghe Bluetooth Sony đây là những cái sản phẩm mà uh, các anh chị có thể uh, nhận được khi mà tham gia vào cái livestream ngày hôm nay mọi người có thể xem ở đây dạ thì uh, uh, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái uh, đồng hồ thông minh Xiaomi Band 4 Túi laptop trẻ trung thanh duy đã giới thiệu rồi, áo khoác thời trang đã giới thiệu rồi, sổ kế hoạch tiện dụng và còn rất 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 nhiều những món quà đặc biệt khác dành tặng riêng cho các anh chị nhà bán hàng khi mà theo dõi livestream ngày hôm nay. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, bây giờ là mình đã ở tới phần quà rồi. Tiếp theo Cảm ơn rất là nhiều và hôm nay thì Lazada cũng đã chuẩn bị các chuyên gia tư vấn để mà giải đáp các thắc mắc trực tiếp cho các anh chị nhà bán hàng theo từng ngành hàng cụ thể à, thường thì số lượng câu hỏi của chúng tôi rất là nhiều thì à, hôm nay rất là tiện cho tất cả các anh chị nhà bán hàng vì chúng tôi sẽ phân ra các ngành hàng cụ thể cho nên các anh chị có thể là đặt câu hỏi và từng và hôm nay thanh duy cũng có mời tới những các anh chị mà chuyên à, có Um, có thể tư vấn cho anh chị riêng về từng lĩnh lĩnh vực đó còn bây giờ thì uh, để mở đầu cho cái phần uh, không khí một cái phần livestream thật là nhiều uh, uh, hứng khởi uh, đặc biệt hôm nay thì sẽ là một cái phần biểu diễn uh, rất là thú vị rất là hấp dẫn đến từ uh, một uh, bạn Bùi Hữu Nghĩa là chủ gian hàng thời trang Euphonium với một ca khúc rất hay rất thú vị hấp dẫn đặc biệt từ Sơn Tùng MTV tức là ca khúc lạc trôi xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe và thưởng thức Hey, hey. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi nè. Hey, hey, I love you. Three, two, one, go. Âm thanh đêm nay, anh chơi tung bay, thiếu rồi nơi đây bóng chấm mệt em cùng quay trong cơn say cô đơn anh như vì sao không cần phun chứ mà luôn trên đỉnh cao vun ngả anh hào quang cũng tác nhìn chưa mấy có chừng đến nằm mơ em lại ước ao tên anh nằm ngang trên bầu trời canh đu làm chi cho sầu đời im phân đi được cây cũ nhiều lời từ lâu thì đã buồn cảm hứng tuyệt vời anh đang chơi nhưng mà cứ nhìn lên những thứ mà cứ muốn sẽ làm thêm nhiều thế bạn với cô nhé tại bé ok la sa đã la la sa la sa la la sa la sa

Bass. Nếu mà hát lạc trôi Nếu mà hát lạc trôi thì người lạc trôi đi đâu ạ? À? chơi Lạc trôi ra Lazada thôi nhá Ok 3, 2, 1 Người theo hôm qua mây mù răng lối Là sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi Đừng anh ta vẫn vương Hồi ước trong con xe chừng mưa buồn Ngăn sọt lệ cứ khiến quen em bị sầu bí và đời xưa nơi cố nhân từ gia biệt ly cánh hoa vẫn duy mong anh sẽ lốt trong mơ ngày tương vô you ready let's go tính không muốn theo làn gió mây thuyền ai qua sông đã quên dân chẳng tàn nơi này trong bao mà ngày dần hao cây tay đâu hết rồi à? hà nội ơi lòng ta xin nguyện khác khi trong tim tình nồng mê say mặc cho tóc bay vươn lên đôi môi cay là, là trôi dưới trời nè hay nè là trôi dưới trời nè three two one go Bao nhiêu thứ giờ nơi đâu Câu thơ thì xưa vào vai mờ Theo làn sương tạm biệt cho có mờ Bụi ở trên là mi mắt Ê! Chưa là những buồn hiểu á Tính là ai theo sau hơn tư làm mình trong tràng hôn Ê! 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 Lối mặt đường vắng một mình tắt Lát vào chỗ những ngày qua Xin lực quay lưng Đừng mang quay nước kia xa Ê! Ý mình nên à. bình nơi nặng Chơi vui theo lặng Người theo hôm qua mình cũng sao sư Làn sương khói vội vã Đứa bước ai xa rồi đừng coi mình ta vẫn vương ừ. mưa gì ngàn sợi lẻ ngưng khi quay mi sầu bi ta từ xưa nói cố nhân từ xa biệt ly cánh hoa vẫn gì mong manh sẽ lối trong mơ ngày tương phùng you ready cánh tay hết rồi à tính có con theo làn gió bay vì ai qua sông nó quên Dương chẳng toàn nơi này Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi nè. So be your handsome, pace, pace. Lòng ta xin nguyện khác khi trong tim tình nồng bay say mặc cho tóc may Vẫn là đôi môi cái You ready? Mình chơi với nhau đành cuối nha, hết sức nha. Three, two, one, go. Turn up, turn up, turn up. bên này sao ạ giặt hay giơ tay nè hay giơ tay nè hay giơ tay nè ok ok xem ơi giặt hay thả tim nhá ok i love you all. hay quá cảm ơn bùi hữu nghĩa rất nhiều cảm ơn các bạn dancer cảm ơn các hai em nghĩa ơi em đến từ cửa hàng của em là yvonne po đúng không Dạ đúng rồi. À, chúc mừng em và cảm ơn em rất là nhiều về một tiết mục rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thì không biết là bây giờ chúng ta sắp bắt đầu chiến dịch sale hè rực rỡ của Lazada rồi thì em có lời chúc nào đến các, các anh chị nhà bán hàng không? Vâng và lời tôi xin cho phép em hữu nghĩa gửi đến quý anh chị nhà bán hàng cùng với anh Duy một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. À. Trời ơi như ca sĩ chuyên nghiệp. Dạ thì cũng nhân dịp sale hè rực rỡ hôm nay em xin chúc tất cả quý vị anh chị nhà bán hàng có một mùa sale hoặc là thành công thành công và đại thành công và nhân số chống dịch này hay là bùng cháy và mãi yêu lazada nhé à, cảm ơn nghĩa xin... rất là nhiều và chúc cho em lúc nào cũng hát hay như thế này lúc nào cũng năng lượng như thế này và cửa hàng của em cũng rất là nhiều đơn hàng đắt khách nhá cảm, cảm ơn em bye bye à, và quý vị ơi bây giờ thì thanh duy muốn à, à, xin duy xin, xin à, được à, giới thiệu đến quý vị một nhân vật hết sức đặc biệt và chị sẽ mang tới những chia sẻ rất chân thành à, xin được trân trọng giới thiệu chánh văn phòng tổng giám đốc đại diện của lazada chị tuyết vũ À, xin chào các à, quý nhà bán hàng thân mến à, xuất hiện từ trong thị trường từ năm 2012 thì Lazada luôn tự tin về định hướng lâu dài à, là sẽ trở thành những à, à, nhà đối tác chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam thì từ những ngày đầu thành lập chúng tôi đã xác định là kế hoạch phát triển bền vững và đầu tư rất là lâu dài vào cộng đồng các nhà bán hàng nhỏ lẻ tại Việt Nam thông qua việc thành lập học viện Lazada để hướng dẫn kinh doanh online cho người Việt. À, chúng tôi đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng hệ thống nền tảng kỹ thuật và công cụ để hỗ trợ cho các nhà bán hàng kinh doanh thương mại điện tử thành công và chúng tôi cũng đầu tư rất là mạnh vào hệ thống kho bãi vận chuyển để có thể hỗ trợ cho các nhà bán hàng tốt nhất trong việc giao hàng và đưa nhận hàng hóa đến tay của người bán hàng trong thời gian vừa qua thì cái thời gian chịu ảnh hưởng rất là nhiều của bởi dịch uh, Covid-19 chúng tôi cũng biết rằng là với vai trò của một uh, đơn vị làm thương mại điện tử ở trong thị trường này chúng tôi có cái trách nhiệm cũng như là có có cái cam kết là đầu tư ngày càng nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho các nhà bán hàng của chúng tôi có thể vượt qua được cái giai đoạn kinh doanh đầy thử thách này cụ thể là chúng tôi liên tục cải thiện trên cơ sở hạ tầng thẳng có và mang lại nhiều giá trị hơn cho nhà bán hàng của chúng tôi thứ nhất đối với những nhà bán hàng mới thì chúng tôi đầu tư cho đội ngũ để hỗ trợ giúp họ mở gian hàng trên lazada nhanh hơn dễ dàng hơn và thậm chí là hỗ trợ các nhà bán hàng cái cách trang trí gian hàng cũng như là cái cách đưa các sản phẩm đăng các sản phẩm lên gian hàng của mình chúng tôi cũng liên tục um, uh, có các chính sách tài trợ, mã giảm giá, mã miễn phí vận chuyển hấp dẫn để giúp các bạn có thể bán hàng thuận lợi hơn. Và đồng thời, quan trọng nhất là chúng tôi mang ra nhiều cơ hội hiển thị tốt hơn, đầu tư lượt truy cập tốt hơn và nhiều hơn, khủng hơn để giúp các bạn tăng nhanh doanh số trên sàn thương mại điện tử của Lazada. Chúng tôi có ra mắt cái gói kích cầu kinh tế với rất là nhiều ưu đãi để à, giúp trang trí gian hàng, mã giảm giá, miễn phí vận chuyển 10 đơn hàng đầu tiên cho các nhà bán hàng mới, vân vân Với mục đích là chia sẻ với các nhà bán hàng, giảm chi phí vận hành gian hàng, đặc biệt là trong thời gian à, Covid-19 rất là khó khăn vừa qua. Và nổi bật nhất là chúng tôi cũng ra mắt à, tung ra cái ngành hàng thực phẩm tươi sống lần đầu tiên ở trên Lazada với mong muốn duy nhất là có thể giúp các doanh nghiệp bán hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, có thể liên thương mại điện tử nhanh chóng, dễ dàng, hỗ trợ cho nền kinh tế và đồng thời là đáp ứng cho nhu cầu của người dân. À, giai đoạn vừa rồi sau à, sau Covid 19 thì cũng đã qua. À, trong thời gian tới thì chúng tôi liên tục cam kết tiếp tục hỗ trợ và đồng hành lâu dài với các nhà bán hàng à, các à, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên sàn thương mại điện tử của Lazada để phục hồi giao dịch và tiếp tục à, có thể bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới thông qua ba hoạt động chính. thứ nhất đó là đa dạng nguồn hàng với bề dày kinh nghiệm trong uh, việc uh, bán hàng thương mại điện tử trong hoạt động uh, của cái nền uh, của cái nền tảng thương mại điện tử của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng việc sở hữu cái nguồn hàng đa dạng, bền vững sẽ là chìa khóa thành công trong cho, cho tất cả các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ dùng cái kiến thức của chúng tôi um, để chia sẻ, cập nhật liên tục đến cộng đồng các nhà bán hàng trên Lazada những cái xu hướng thị trường, cái mức giá cạnh tranh, các mặt hàng chủ lực theo từng ngành hàng cụ thể nhằm mang lại cho các nhà bán hàng nhiều thông tin bổ ích nhất cho việc kinh doanh của mình trên sàn thương mại điện tử của Lazada. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những hoạt động chia sẻ trên các kênh, ví dụ như email, trên Seller Center, trên live stream để kêu gọi các nhà bán hàng đầu tư nguồn lực phù hợp với nhu cầu của thị trường theo từng giai đoạn. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ có những cái chính sách hỗ trợ nếu nhà bán hàng có thể mang lại cho Lazada những mặt hàng chủ lực trong giai đoạn này. Thứ hai, chúng tôi vừa cho ra mắt cái gói gọi là gói quyền lợi thúc đẩy bán hàng và chỉ mở cho một số nhà bán hàng nhất định đủ điều kiện với cái gói quyền lợi này các nhà bán hàng không những được hưởng miễn phí vận chuyển toàn gian hàng trên toàn quốc lên tới 20.000 đồng một đơn hàng mà còn được ưu tiên hiển thị trên 4 vị trí truy cập có vị trí có cái lượng truy cập lớn nhất trên ứng dụng của Lazada và cuối cùng chúng tôi sẽ đưa ra những cái chương trình chính sách miễn phí vận chuyển rất là lớn trong thời gian tới Lazada hoàn toàn thấu hiểu việc miễn phí vận chuyển rất quan trọng đối với người mua hàng khi quyết định đặt mua sản phẩm chính vì thế chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện các chính sách về miễn phí vận chuyển và làm cho nó ngày càng tốt hơn nữa để giúp cho các nhà bán hàng có thể bùng nổ doanh số trên sàn điện tử uh, sàn của thương mại điện tử của Lazada. À, với chiến dịch sale hè rực rỡ này à, rất là cảm ơn à, Thanh Duy à, đã giúp chúng tôi MC chương trình này à, chiến dịch sale hè rực rỡ là một trong những cái mốc quan trọng của Lazada trong quý này trong bức tranh chung à, việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vực dậy sau Covid 19 chúng tôi cam kết sẽ tổ chức một chiến dịch à, chiến dịch siêu hè rực rỡ thật chất lượng Chất lượng về lượt truy cập sản phẩm, chất lượng về việc tài trợ đầu tư mã giảm giá, chất lượng mã viện miễn phí vận chuyển và chất lượng về việc đầu tư vận hành tốt nhất có thể để chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà bán hàng chính vì vậy chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các nhà bán hàng tham gia livestream lần này cũng như tất cả các nhà bán hàng sẽ xem lại livestream uh, uh, và uh, tham gia cùng chúng tôi tất cả các anh chị uh, các nhà bán hàng thân mến uh, đã đồng hành và gắn bó cùng lazada trong thời gian vừa qua hãy tham gia cùng chúng tôi đăng ký những sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất và chúng ta sẽ chiến thắng cùng nhau trong chiến dịch sales sẻ rực rỡ này rất là cảm ơn các anh chị Cảm ơn chị Tiến Bộ rất là nhiều và hy vọng ừ. chúng ta như là chị nói sẽ chiến thắng cùng nhau được không ạ? À? Cảm ơn chị và bây giờ thì Thanh Duy xin được mời chị Hà Phan, giám đốc chiến dịch khuyến mãi sẽ chia sẻ những thông tin bổ ích, các hoạt động ưu đãi để cho các nhà bán hàng có thể chuẩn bị thật tốt cho đợt sale hè rực rỡ lần này. Xin mời chị ạ. À. À, xin chào tất cả anh chị nhà bán hàng. Rất vui là một lần nữa được gặp lại các anh chị trong kỳ Mega Sale à, hè rực rỡ. Và giống như là các anh chị vừa nghe thấy thì à, chị Tuyết đã chia sẻ về những cam kết của Lazada à, cho chiến dịch Sale hè rực rỡ lần này. Thì đầu tiên hà xin đi vào mốc thời gian quan trọng của chương trình Sale hè rực rỡ. À, cổng đăng ký khuyến mãi đã mở cho tất cả các nhà bán hàng cho chương trình Sale hè rực rỡ bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 6. À, chương trình khởi động của chúng ta sẽ bắt đầu trong 3 ngày là ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Và và tiến tới là 5 ngày mega chính của chương trình xe hè rực rỡ là từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6. Uh thì đi tiếp đến uh, mình kiểm tra lại tất cả những cái vấn đề về check clip và những cái bí kíp mà mình có thể có được uh, Hà luôn luôn nhắc rất là nhiều lần trong các kỳ Mega trước uh, Và không nằm ngoài khác cái những cái kỳ Mega trước Thì mình lần này mình vẫn liên tục kiểm tra trong cái việc là đảm bảo việc đăng ký giá tốt nhất trong 30 ngày Làm uh, sao đảm bảo được cái giá cạnh tranh cho với thị trường online và offline Đồng thời uh, mình sẽ phải đưa đẩy lên những cái sản phẩm mới độc quyền và bán chạy À, với những cái sản phẩm mà mình đã đăng ký tham gia chương trình mình luôn đảm bảo là làm sao có đủ hàng tồn đồng thời nhà bán hàng cần chú ý cải thiện thành tích để đủ điều kiện tham gia đây là một cái yếu tố hoàn toàn mới uh, trong kỳ sale hay rực rỡ cái trước đây các anh chị đã biết sau khi mà cổng đăng ký khuyến mãi đã được mở rồi thì chỉ những anh chị nhà bán hàng nào thỏa mãn những điều kiện mà phía bên phải ở đây về tỷ lệ đánh giá tích cực trên 70% hoặc là tỷ lệ hoàn thành đơn hàng trong vòng 30 ngày à, nhỏ hơn 2%, tỷ lệ hoàn thành chương trình của sinh nhật à, nhỏ hơn 5% à, và giá đăng ký phải thấp nhất trong vòng 30 ngày qua. Thì một cái yếu tố mới là những anh chị nào mình không thỏa mãn được các yếu tố này vào cái ngày đầu tiên mình mở cổng đăng ký khuyến mãi nhưng sau đó mình có cải thiện về mặt điểm số của mình à, cho cái tỷ lệ hoàn thành trong vòng 30 ngày thì mình vẫn có cơ hội sẽ được tham gia vào chương trình à, sale hè rực rỡ. À, thì tiếp theo Hà đi vào chương trình khuyến mãi chính. Chương trình khuyến mãi chính lần này của chúng ta có những gì? À, bao gồm quà tặng thương hiệu, combo linh hoạt, à, 1.000 kỳ diệu, à, đồng giá 1.000, voucher của nhà bán hàng, không à, đồng vận chuyển và điêu chấp nhoán. À, trong đó thì quà tặng thương hiệu sẽ à, chạy từ chương trình từ 0 đến 2 giờ. Đây là một chương trình mới à, trong khung chương trình của đi chấp nhoán và là điểm mới trong chương trình khuyến mãi sử uh, ưu đãi hàng hiệu và ngoài việc giảm giá thì những nhãn hàng có thể đưa ra uh, những quà tặng độc quyền trên Lazada nhằm tận dụng lượng truy cập lớn, giúp tăng số lượng đơn hàng và lượng truy cập với sản phẩm tham gia uh, cho chương trình uh, tiêu, ưu đãi từ thương hiệu và gian hàng trong từ 2 giờ 20 đến 2 giờ đầu tiên uh, của ngày Mega Day. Combo linh hoạt. Uh, combo linh hoạt là một công cụ rất là hiệu quả giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng khách hàng dễ dàng mua hàng với số lượng lớn hơn để nhận ưu đãi. Và ngoài ra, để làm tăng kích thước giá trị giỏ hàng trên một khách hàng, hiện có và thay vì là tìm nhiều khách hàng khác nhau thì combo linh hoạt sẽ giúp chúng ta điều đó. Và trong chương trình uh, siêu sinh nhật vừa qua thì um, uh, cái chương trình combo linh hoạt đã thấy rõ cái số lượng sản phẩm trung bình trên một giỏ hàng tăng lên đến 89% so với các chương trình không có uh, cài đặt chương trình combo linh hoạt tiếp theo đi đến uh, 1.000 uh, kỳ diệu uh, đồng giá 1.000 thì uh, đây là những trong những chương trình khuyến mãi mà giúp cho nhà bán hàng tăng được lượng lớn truy cập vào Lazada và gian hàng của mình uh, cũng giống như là tăng về cái tỷ lệ click uh, chương trình uh, đồng giá 1.000 sẽ chạy từ ngày 18 đến 22 tháng 6 xuyên suốt và danh sách deal sẽ giảm giá theo từng ngày Uh, tuy nhiên um, để được ưu tải và được uh, được ưu tiên hiển thị vào những cái ngày 21 tháng 6 thì seller có thể nộp những cái deal tốt vào những ngày này để có thể truy cập vào cửa hàng và những khách hàng chỉ được một khách hàng chỉ được một SKU trong chương trình này mua trong một ngày mà thôi và tiếp theo là đi đến voucher voucher là một công cụ thúc đẩy quyết định mua hàng của người mua giúp tăng doanh thu trung bình của một sản phẩm uh, trong một giỏ hàng và một seller có thể tận dụng được nhiều voucher để có thể đẩy cái sản phẩm của mình lên à, đối với chương trình không đồng vận chuyển thì à, giống như đã chia sẻ và mình cũng đã hiểu rõ đối với sàn thương mại điện tử thì vấn đề à, miễn phí vận chuyển luôn là một trong những công cụ mà à, hữu hiệu để mà thu hút khách hàng đồng thời à, rất là là hiệu quả đối với nhà bán hàng chính vì vậy thì uh, nhà bán hàng xin đừng quên cái việc là mình cài đặt cái uh, miễn phí vận chuyển cũng như là tham gia một số sản phẩm vào cái uh, lựa chọn những sản phẩm phù hợp để tham gia vào chương trình không đồng vận chuyển và cuối cùng là điêu chấp nhoáng uh, đi chấp nhoán luôn luôn là một trong những cái chương trình chủ lực cho mỗi kỳ mega và kể cả là cho những chương trình hàng ngày thì đi chấp nhoán bên việc là mình chọn những sản phẩm thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định thì mình uh, đồng thời sẽ tăng số lượng được đơn hàng nhiều hơn thì đối với đi chấp nhoán thì hà sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho những cái slide tiếp theo về lượt chương trình đây là lực chương trình dành cho khách hàng nhưng mà uh, nhưng mà nhà bán hàng cũng nên nắm được để mình chuẩn bị uh, và đăng ký tham gia và sắp xếp những sản phẩm cho phù hợp thì uh, và Mỗi ngày mình sẽ có những cái chương trình khác nhau, ví dụ như là ngày 18 tháng 6 vào lúc 0 giờ mình sẽ thấy mình sẽ có chương trình siêu đãi từ thương hiệu và quà tặng thương hiệu. Uh, như Hà vừa mới chia cập uh, vừa mới chia sẻ và sau đó từ 4 ngày từ ngày 19 uh, 20, 21 và 22 tháng 6 thì mình sẽ có deal chấp nhoáng và một đồng kỳ diệu và cùng với voucher của Lazada. Và 9 giờ hàng ngày trong suốt 5 ngày ra mình sẽ có deal chấp nhoáng và deal hủy diệt cùng với voucher của Lazada tung thay đợt mới. 12 giờ trưa hàng ngày mình sẽ có chương trình giảm đến 50% đưa độc quyền từ Lazmon 1.000 kỳ diệu cũng giống như là voucher Lazada. À, một giờ à, chiều hàng à, trong suốt 5 ngày mình sẽ có điêu chấp nhoáng và một đồng kỳ diệu 5 giờ chiều hàng ngày mình sẽ có điêu hủy diệt đến 8 giờ tối thì mình sẽ đẩy đến flash voucher giảm đến 50 kết hợp với đẩy mạnh cho chương trình điêu hủy diệt và voucher và quan trọng nữa là trong suốt 5 ngày và tất trong tất cả mọi khung giờ mình sẽ luôn luôn hiển thị các chương trình khác bao gồm là không cần vận chuyển combo linh hoạt voucher nhà bán hàng và voucher của Lazada cũng giống như là các chương trình đồng giá khác Uh, thời gian săn deal, ngoài cái việc là thời gian Hà vừa chia sẻ cho cái việc nộp những sản phẩm chính của chương trình uh, sale hàng rực rỡ thì mình sẽ có thời gian săn deal của các ưu đại chính bao gồm uh, là deal chấp nhoáng và deal hủy diệt mình sẽ nộp deal từ ngày 15 tháng 5 và kết thúc vào ngày 25 tháng 5, siêu ưu đãi từ thương hiệu mình sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 6 top deal bán chạy thời gian đợt deal cho mình sẽ đến vào ngày 12 tháng 6. Những cái chương trình khác bao gồm xả hàng giữa năm, combo linh hoạt, không cần vận chuyển, một ngàn và tất cả dưới 99.000 sẽ uh, có cơ hội được tham gia đến ngày 17 tháng 6. Đồng thời là mình sẽ bắt đầu uh, thiết lập cái voucher dành cho gian hàng của mình cho đến uh, ngày cuối cùng của chương trình cũng giống như là voucher uh, nhà bán hàng sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 6. Mình vẫn có cơ hội tạo voucher cho chính gian hàng của mình đến ngày cuối cùng của uh, chương trình uh, sale hàng rực rỡ. À, và đi sâu hơn như hà vừa nói điêu hủy diệt điêu chấp nhoáng và ưu đãi hàng hiệu là một trong những à, là những chương trình rất là quan trọng thì làm sao để nhà bán hàng có thể lưu ý à, mình sẽ đăng ký sản phẩm qua cổng đăng ký khuyến mãi các sản phẩm bán à... À, mình sẽ đảm, giống như hình ảnh mình chia sẻ là về mặt thời gian hiển thị của các điêu hủy diệt điêu chấp nhoáng và ưu đãi hàng hiệu đồng thời là thời gian đăng ký à, sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6 và uh, sorry mình uh, thời gian đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 10 31 tháng 5 và dự sản phẩm vào ngày 1 tháng 6. Sau đó các sản phẩm sẽ được đưa lên hiển thị đối với nhà bán hàng. Uh, đối với uh, khách hàng trong từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6. Uh, và nhà bán hàng sẽ đăng ký sản phẩm uh, khuyến mãi như thế nào, mình sẽ đăng ký sản phẩm thông qua cổng đăng ký khuyến mãi và các sản phẩm bán chạy nhất sẽ được tham gia điều chấp nhoáng nhiều hơn một lần trong sự kiện xe hè rực rỡ và chúng tôi khuyến khích lối với nhà bán hàng khi mình tham gia các sản phẩm mình có thể cân nhắc uh, kết hợp các sản phẩm đó để tham gia các chương trình khác uh, như miễn phí vận chuyển combo linh hoạt hoặc là mã giảm giá nhằm để tối ưu hóa tổng giá trị của mỗi đơn hàng bên cạnh nhà bên cạnh đó nhà bán hàng cũng cần uh, chọn điều chấp nhán bằng các sản phẩm bán chạy của mình với mức giá cạnh tranh trên thị trường và giá thấp nhất so với các chương trình ưu đãi khác trên Lazada. Sau khi mà sản phẩm mình được duyệt thì nhà bán hàng cần cập nhật thông tin chương trình cho người mua hàng bằng cách là trang trí lại gian hàng của mình, bổ sung thêm các nội dung liên quan đến các sản phẩm mà mình đã tạo. Đồng thời nhà bán hàng lưu ý là cài đặt các cơ chế ưu đãi khác như là combo linh hoạt, miễn phí vận chuyển và mã giảm giá. Rồi xin được cảm ơn chị rất nhiều Bây giờ mời à, chị một miếng nước thấm vọng Mình nói cảm tiếp ơn. nha chị à, Quý vị ơi các bạn ơi Bây giờ thì à, để trong lúc mà chúng ta chờ đợi những thông tin à, tiếp theo Thì Thanh Duy có một à, câu hỏi Rất là đặc biệt để dành tặng cho tất cả Các anh chị nhà bán hàng Và với câu hỏi này thì nếu mà anh chị nhà bán hàng nào Nhanh tay nhất trả lời câu hỏi đúng nhất Nhanh nhất thì sẽ nhận được à, giải thưởng từ chương trình nha Và giải thưởng lần này Đó là một tai nghe Bluetooth Sony Trị giá 999 ngàn Đúng không ạ? Các anh chị hãy nhanh chóng bây giờ chúng ta tập trung vào cái livestream này vì Thanh Duy sẽ đọc câu hỏi ngay bây giờ. Câu hỏi này rất là đơn giản thôi, chúng ta có thể kiểm tra lại những thông tin mà tất cả các à, à, các chị đã chia sẻ từ nãy tới giờ quý vị ha. Và bây giờ thì câu hỏi cho à, ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn nhớ nha, comment thật là nhanh và chính xác câu trả lời thì có cơ hội nhận được một tai nghe Bluetooth Sony trị giá 999 000 đồng. Và câu hỏi của ngày hôm nay đó là ngày đóng cổng đăng ký khuyến mãi là ngày nào? Xin, xin nhắc lại câu hỏi, ngày đóng cổng đăng ký khuyến mãi là ngày nào? Chúng ta có 4 câu trả lời. A, ngày 8 tháng 6, B, ngày 9 tháng 6, C, ngày 10 tháng 6 và D, ngày 11 tháng 6. xin, ý xin ý nhắc lại câu hỏi, ngày đóng cổng đăng ký khuyến mãi là ngày nào? Chúng ta có 4 đáp án. A, 8 tháng 6, B, 9 tháng 6, C 10 tháng 6 và D 11 tháng 6. Các anh chị nhà bán hàng nhà, nhà, hãy nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh và comment thật nhanh câu trả lời chính xác để có cơ hội nhận được giải thưởng Thanh Duy nha. À, chị ơi, cho Thanh Duy hỏi một câu cũng khá là à, cá nhân một xíu là cứ mỗi lần mà chúng ta có những cái chiến dịch sale hè như thế này, những cái chiến dịch trong năm thì các anh chị phải chuẩn bị như thế nào, có hồi hộp, có lo lắng hay không mà mọi người sẽ mong đợi điều gì ạ? À? Dạ, đương nhiên là sẽ hồi hộp và lo lắng rất là nhiều. Um, bất kỳ mỗi kỳ mega nào mặc dù là một năm mình chạy uh, uh, đất 4 đến 5 kỳ mega một năm yeah. uh, nhưng mỗi kỳ mega đều mang đến một cái cảm xúc giống nhau là luôn luôn hồi hộp và lo lắng liệu như là mình sẽ chuẩn bị như thế nào có được tốt nhất hay không? Yeah. Um, các đối thủ cạnh tranh họ có những cái hành động nào mà yeah. có thể ảnh hưởng tới mình hay không? <laughs> Làm sao để mình giúp đỡ được cho nhà bán hàng tốt yeah. nhất yeah. để cùng nhau đạt doanh số? Bởi vì mình luôn luôn nói với nhà bán hàng là doanh số của nhà bán hàng chỉ là doanh số của Lazada, cho yeah. nên Lazada cũng rất là lo lắng rất là nhiều. Dạ, <laughs> yeah. thì đặc biệt là với cái đợt sale hè lần này á, thì là cái điều gì mà chị mong mong đợi nhiều nhất? À, đợt này có nó hơi đặc biệt ở chỗ giống như nãy mình cũng nhắc đến rất là nhiều là về covid 19 chín dạ. và việt nam mình mặc dù đã đang làm à, rất là, là tốt, tốt. À, và đã tương đối gọi là hồi phục dần lại và trở lại cuộc sống thường ngày nhiều à, nhưng mà cái trăn trở của lazada là làm sao cùng với các anh chị nhà bán hàng mình à, mình đưa cái nhịp buôn bán trở lại và thậm chí là tốt hơn à, để mình cái đà để mình đi lên nữa. Dạ Cảm ơn chị rất là nhiều à, và không biết là tất cả các anh chị nhà bán hàng đã comment câu trả lời cho thanh duy chưa ạ? À, cho Thanh Duy được phép check một tí xíu nha Đây có rất là nhiều những anh chị đã comment rồi C, C 10 tháng 6 à, Thiết bị dụng cụ làm vườn cũng chọn là C Shop thời trang MS cũng chọn là C Mọi người đã chọn C rất là nhiều nhưng không biết ai mới là khán giả Ai mới là các anh chị nhà bán hàng trả lời đúng nhất và nhanh nhất à, Để xem nào à, đó Và câu trả lời à, Thanh Duy xin được công bố câu trả lời đây ngày đóng cổng đăng ký khuyến mãi. Đáp án chính là đáp án C ngày 10 tháng 6. Các anh chị nhớ nha, ngày đóng cổng khuyến mãi sẽ là ngày 10 tháng 6 và bộ phận uh, uh, bộ phận của chúng tôi, bộ phận chúng tôi đã cập nhật thông tin của các anh chị nhà bán hàng có câu trả lời chính xác và nhanh nhất và phần quà sẽ được gửi đến cho các anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại uh, với chị Hà. Chị sẽ tiếp tục mang tới những thông tin đặc biệt thú vị dành cho tất cả các anh chị nhà bán hàng. Xin mời chị. Cảm ơn Duy. À uh, dạ, yeah. chị không uống miếng nào ạ. À? <laughs> Okay, uh, cảm ơn các anh chị đã um, lắng nghe phần đầu của chương trình chia sẻ về khuyến mãi um, và cũng như chiến dịch uh, sale hè rực rỡ uh, và uh, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và chọn cái câu trả lời rất là chính xác là câu C kết thúc đăng ký khuyến mãi là ngày 10 tháng 6 uh, mình sẽ đi tiếp uh, đến mục tiếp theo uh, là cũng là một trong những phần mà Lazada rất là chú trọng và muốn làm nổi bật để uh, cho cả khách hàng và nhà bán hàng lần này đó chính là la game và fix thì ngoài những kênh bán hàng thông dụng lazada đã và đang xây dựng những kênh tương tác với người dùng vừa mang tính giải trí cao vừa tạo điều kiện tối đa cho nhà bán hàng tương tác trực tuyến và nhiều nhất đến với đối tượng khách hàng thông qua last game là coi và fit thì thông qua các kênh tương tác với người dùng nhà bán hàng sẽ hiểu rõ hơn được thói quen của người dùng định hình cho từng kênh tương tác từ đó nhà bán hàng có thể có những chiến lược đúng đắn cho từng kênh tương tác trên các sản phẩm và nguồn lực của mình Bên cạnh đó, mình có thể hiểu là lượng truy cập hàng ngày từ các kênh tương tác như thế nào. Ví dụ như là kênh thứ nhất là về Last Game. Đối với Last Game thì ở đây người dùng có thể giải trí trong thời gian rảnh của họ và nhà bán hàng có thể tài trợ logo cũng như là hình ảnh sản phẩm đã được để được xuất hiện trong các game của kênh này. Kênh thứ hai là Last Coin thì đối với Last Coin đây là kênh vừa được phát triển ở Lazada và đang rất là được triển vọng kênh Lazcoin hiển thị quà tặng và mã giảm giá rất là cao được làm mới mỗi ngày và lượng người dùng quay lại trong Lazcoin mỗi ngày đều tăng đây là một kênh tiềm năng cho nhà bán hàng đầu tư lâu dài và cuối cùng là kênh dạo ra đời lâu nhưng chúng ta đều thấy rõ vai trò của nó nơi cung cấp những thông tin mới nhất cập nhật như là một Facebook hay một Instagram ngay trong Lazada app và kênh này còn gửi những thông báo cho những người theo dõi gian hàng về các bài đăng của gian hàng trên kênh dạo. Thông qua cách thức tương tác của người dùng, các kênh tương tác sẽ giúp nhà bán hàng dẫn dắt người dùng đi theo tiến trình từ tương tác cho đến khi mình chốt được đơn hàng như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình. À, vậy thì nhà bán hàng cần phải làm gì để chuẩn bị cho chương trình xe hờ rực rỡ à, cùng trong last game và fix? Thì thứ nhất, mình hiểu được à, tập khách hàng và mình lên danh sách được các sản phẩm chiến lược. Từ đó đồng thời mình đầu tư logo và hình ảnh trong các trò chơi ở Last Game, tài trợ quà tặng và mã giảm giá trong Last Coin uh, thông qua cái cộng đăng ký khuyến mãi uh, liên quan tới Last Game và Fix và đồng thời tạo nội dung hấp dẫn cho Fix để thu hút uh, lượng truy cập và theo dõi. Uh, và đừng quên duy trì thói quen tương tác với người dùng hàng ngày thông qua các kênh này nhé. Um, thì nãy giờ mình nói nhiều về những chương trình khuyến mại chính uh, về những um, kênh tương tác mà nhà bán hàng có thể tận dụng để mình đẩy uh, cái tương tác cũng như tăng lượng truy cập đến cho gian hàng thì ngược lại giống như là chị tuyết vừa chia sẻ Lazada cũng tập trung đầu tư rất là nhiều cho chương trình sale hè rực rỡ uh, thì không nằm ngoài đó đó là những kế hoạch marketing uh, những chương trình uh, về mặt online marketing. Kể cả online marketing và những cái kênh truyền thông đại chúng khác thì đây là hình ảnh vi chính thức của chương trình sale sale hè rực rỡ mà Lazada đã bắt đầu triển khai trên tất cả các kênh thông tin đại chúng và rất là vui được chia sẻ new ambassador của của sale hè rực rỡ vẫn là chứng thành và Chibu bu cùng đồng hành với Lazada à uh, uh, cho lần này, Trấn Thành thì vẫn là ngôi sao của uh, ngôi sao toàn quốc và Chi Pu là ngôi sao trẻ tài năng có tầm ảnh hưởng lớn với giới trẻ. Nhiều sự kết hợp thú vị sắp tới của cặp đôi này cùng Lazada sẽ xuất hiện suốt trong chương trình uh, sale hè rực rỡ. Về mặt truyền thông, sale hè rực rỡ sẽ là một chiến dịch quan trọng sau dịch Covid, cùng với nhà bán hàng và khách hàng của Lazada chào đón cuộc sống thường ngày dần trở lại như hồi nãy mình vừa chia sẻ với Thanh Duy và được tập trung quảng bá ở khắp các kênh phương tiện thông tin đại chúng như TV, báo chí, quảng cáo YouTube Um, uh, Facebook và TikTok. Ngoài ra đặc biệt nữa là mình sẽ có rất rất nhiều livestream hấp dẫn uh, như Guess đoán giá cùng KA và đặc biệt là La Music là chuỗi concert cùng các ca sĩ nổi tiếng. Thì về livestream chút nữa mình sẽ có uh, bạn Hảo sẽ chia sẻ cụ thể hơn về chương trình La Live với đến với các bạn. Uh, và quan trọng nữa lần này Hà muốn chia sẻ một cái mới mình mình thường thường mình nhắc chung rất là nhiều nhưng hôm nay Hà muốn đi chi tiết hơn một chút xíu về mặt tiếp thị trực tuyến. À, thì tiếp thị trực tuyến hay còn gọi là OM là một uh, online marketing đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường lưu lượng truy cập trong giai đoạn trước và trong chiến dịch bằng cách quảng cáo qua các kênh Facebook và Google. Ví dụ như tìm kiếm trên Google, tìm kiếm Google là mình đẩy lượt truy cập cho sản phẩm tham gia chương trình. Các bạn lưu ý là chỉ những sản phẩm đăng ký và được duyệt tham gia chương trình sẽ là rực rỡ. Tập trung các sản phẩm cho các cả, cả phần hiển thị nội dung lẫn trong quảng cáo mua sản phẩm. À, ngoài ra mình cũng sẽ tập trung vào chạy quảng cáo trên Google, làm nổi bật các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích người dùng cài đặt Lazada App và mua sắm ở trên Lazada App. Đồng thời mình cũng sẽ đẩy mạnh cho phần quảng cáo Facebook hiển thị các sản phẩm tham gia chương trình có liên quan tới người dùng với các thông tin hấp dẫn tối ưu hóa việc mua hàng. Đây là một số liệu cho thấy về cái việc vai trò của tiếp thị trực tuyến. Thì mình sẽ thấy là. Uh, Lazada sẽ đẩy mạnh và tăng trưởng 32% về lượt uh, hiển thị quảng cáo. Lượt hiển thị quảng cáo ở đây là số lượng nhìn thấy cái banner hoặc là thấy lượt điều ở các kênh uh, bên ngoài. Uh, và đây là và ngoài ra uh, khi mình đi tiếp theo là sẽ đến lượt truy cập. Lượt truy cập là sẽ được đẩy lên tăng 25%. Đây là mình tính trên cái số lượng người click vào những cái banner và điều đó. và cuối cùng là mình sẽ mình sẽ thấy được cái mức chuyển đổi giúp tăng lên 14% là tỷ độ tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng tăng lên uh, 14%. Đó là tất cả những gì mà Lazada có thể chia sẻ được trong chương trình sale hè rực rỡ và Lazada đã tập trung toàn bộ lực lượng tập trung toàn bộ những vốn đầu tư cho cho chương trình này và Lazada đã sẵn sàng để đi đến những bước tiếp theo thì các bạn đã sẵn sàng chưa nhà bán hàng sẵn sàng chưa hãy cùng với Lazada đi tiếp nhé cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều à, và các bạn ơi thì nhân, nhân dịp này thì lazada cũng sẽ làm hết sức mình để có thể hỗ trợ cho tất cả các anh chị nhà bán hàng à, trong cái chiến dịch đặc biệt sale à, hè rực rỡ lần này và bây giờ thì thanh duy xin được một lần nữa à, cảm ơn chị hà à, và bây giờ sẽ là sự à, ừ, chia sẻ đến từ chị hảo chu à, đại diện bộ phận last life sẽ mang tới những thông tin tiếp theo thú vị hấp dẫn dành cho các anh chị nhà bán hàng xin mời chị Uh, xin chào tất cả những anh chị nhà bán hàng đang xem chương trình ngày hôm nay thì không biết là uh, các anh chị có nghe rõ có nhìn rõ không ạ à? thì theo như một thói quen nếu mà mình nghe rõ nhìn rõ và thích chương trình này thì hãy like và comment nha rồi thì để bắt đầu chương trình thì em giới thiệu một chút lại là em tên là Hảo Chu hay còn được quen thuộc với cái tên là Hato thì chắc là các anh chị nhà bán hàng có một vài anh chị đã từng tiếp xúc với em rồi thì uh, ngày hôm nay Hato sẽ giới thiệu về uh, một chút về những cái chương trình mà sơ hè rực rỡ ngày hôm nay và đối với những anh chị nhà bán hàng nào mà chưa biết đến last live, chưa biết đến live stream thì em sẽ giới thiệu thêm một chút đến ở uh, những cái lợi ích, những cái tính năng và cách đăng ký như thế nào. Rồi thì em sẽ bắt đầu vào phần chính của hạt tôi ngày hôm nay nha. Rồi, uh, để kể đến công cụ lợi ích của livestream thì có thể nói đến hai điểm mạnh nhất và đầu tiên nó chính là cái sự hiển thị và những cái cổng truy cập của livestream thì như các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là có ba cổng hiển thị chính đầu tiên là ở trên trang chủ rất to và rõ ràng Mô đun rất là dễ để tiếp cận đến người xem số 2 là người xem cũng có thể xem livestream ở trên phần dạo đối với những nhà người xem nào mà đã theo dõi gian hàng rồi và thứ ba là chúng ta có cổng hiển thị mới mới xuất hiện ở trên trang tài khoản của tôi giống như là các anh chị có thể nhìn thấy ví dụ ở trên hình thì nếu như anh chị nào mà chưa biết những cái cổng truy cập này thì chúng ta hãy mở ngay app mua hàng để vào xem những cái cổng truy cập này của lastline đang hiển thị như thế nào nha và đây là cái lợi ích mà lớn nhất của lastline nhưng mà cũng không thể kể đến gọi là lợi ích thứ hai là về cái tính năng vượt trội thì um, hato cũng rất là tự hào khi mà mình có những cái tính năng vượt trội ví dụ như là có rất nhiều những cái công cụ, những cái phần thưởng để kích thích người xem livestream nhiều hơn. Ví dụ như là anh chị có thể nhìn thấy ví dụ ở trên hình là chúng ta có một cái dương vàng ở trên màn hình livestream đúng không ạ? Hay là có những cái nhiệm vụ ví dụ như là xem livestream để nhận xu vào nào tài khoản của mình thì tất cả những cái tính năng này đều để hỗ trợ nhà bán hàng, đều để hỗ trợ cho người xem xem livestream của mình nhiều hơn và thường xuyên hơn. Và ngoài ra thì cái tính năng vượt trội tiếp theo nữa là người xem có thể vừa xem livestream vừa thu nạp mã giảm giá và vừa thêm hàng vào giỏ hàng ngay tại cùng một thời điểm cùng một lúc với nhau mà không cần phải thoát ra khỏi màn hình livestream của mình thì đây là hai cái lợi ích lớn nhất mà em muốn giới thiệu đến như anh chị nhà bán hàng nào mà chưa biết đến livestream à, có thể kể đến một vài câu chuyện thành công của mùa chiến dịch sinh nhật vừa rồi thì à, em cũng có đưa ra một vài ví dụ ở đây ví dụ như là có nhãn hàng Bia à, có nhà bán hàng Phú đạt hay là có một trường hợp rất đặc biệt của nhà bán hàng Tâm Trương ở gian hàng H&H Spa thì qua mùa chiến dịch vừa rồi chị cũng đã làm livestream trước khi và vào chiến dịch sinh nhật nhưng mà khi đến chiến dịch sinh nhật thì chị đã nhận thấy cái sự tăng mạnh của cái lượng truy cập vào trong app Lazada nói chung và livestream nói riêng nên chị đã đẩy gấp đôi số lượng livestream trong ngày và từ những cái sự cố gắng những cái thì chị đã thu được những cái thành quả nhất định ví dụ như là tăng gấp 15 lần số đơn hàng so với tháng trước thì em cũng có gom lại một chút ở đây là mình có 5 cái bí kíp mà vì sao những nhà bán hàng những thương hiệu này đã thành công. Đầu tiên là đây là những nhà bán hàng đều có làm livestream rất đều đặn và thường xuyên. Và ngoài ra thì tất cả những nhà bán hàng này đều đầu tư những nội dung cực kỳ phong phú, có thể là đầu tư vào deal có rất là nhiều ở những cái deal những cái mã giảm giá hay là có những cái gọi là nội dung chỉ để tương tác thôi chia sẻ về câu chuyện kinh doanh chia sẻ về cái cá nhân mình cái quá trình mình tại sao mình đến với sản lazada hay là chia sẻ về những cái câu chuyện hàng ngày để tăng thêm tương tác tăng thêm lượng truy cập vào gian hàng thì những cái nội dung phong phú này nó khiến cho người xem xem mà cảm thấy không bị choáng ngợp cảm thấy rất là muốn xem và có thể muốn gắn kết với nhà bán hàng này thường xuyên và không thể gọi là phủ nhận được về cái sức mạnh của deal hay là những cái voucher độc quyền đối với người xem và mọi người cũng có thể nhìn thêm rằng là những cái nhà bán hàng này, những cái buổi livestream này đều có những cái hình ảnh và những người dẫn có kỹ năng rất là tuyệt vời, rất là trau chuốt, chỉnh chu về ngoại hình, lẫn cái ngôn ngữ, lẫn cái nội dung. Và cuối cùng thì những nhà bán hàng này có một điểm mạnh nhất ở đây là có những điều chiến, à, có những cái điều chiến lược và có mục tiêu rõ ràng cho từng buổi livestream. Thì à, nghe năm cái điều này thì có vẻ nó hơi chung chung và có thể hơi khó làm một chút nhưng em đảo bảo rằng là nếu các anh chị nhà bán hàng chúng ta thử áp dụng, chúng ta dành thời gian thì em chắc chắn rằng là ai cũng có thể thành công được. Rồi, uh, mong rằng là qua hai cái chia sẻ về lợi ích và về những cái câu chuyện thành công vừa rồi thì các anh chị nhà bán hàng cũng có thêm một chút cảm hứng để mình có thể muốn tham gia livestream ngay bây giờ. Thì uh, không biết là cách đăng ký như thế nào. Thì thật ra là đăng ký rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ có ba bước như là mọi người có thể nhìn thấy ở trên hình. Thì đầu tiên là chúng ta vào Seller Center, vào phần truy cập và có thể nhìn thấy Ola Slide rất là rõ ràng ở trên màn hình và sau khi mà chúng ta đã vào đây rồi thì sẽ sang đến cái trang thứ hai là trang để nhập thông tin đăng ký thì cái khúc này thì mọi người hay bị nhầm lẫn một chút thì em cũng giới thiệu là mình sẽ cần cái thông tin đăng nhập tài khoản ứng dụng mua hàng lazada mình nhập vào đây để mình đăng ký và sau khi bước thứ hai sẽ đến bước thứ ba là chúng ta vào đến ứng dụng mua hàng lazada để thực hiện video test thì chỉ với ba bước như thế này thôi có thể làm xong ngay trong một ngày là mình đã có một tài khoản livestream để áp dụng luôn rồi rồi à, thì cũng sắp tới chiến dịch rồi thì rất là nhiều nhà bán hàng chắc là cũng đang thắc mắc là không biết là mình nên chuẩn bị cái chiến lược như thế nào để làm livestream trong mùa chiến dịch này thì à, em cũng giới thiệu qua cái hành trình ở đây là chúng ta chỉ có 3 giai đoạn chính thôi Đó, giai đoạn đầu tiên là những nhà bán hàng sẽ đi gọi là đăng ký này tạo tài khoản này liên hệ với team để có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp rồi có thể cập nhật những thông tin mới nhất về chiến dịch về last slide và sau đó sẽ là nhận được bộ tài liệu thì bên last slide cũng đã có những cái tài liệu rất là kỹ lưỡng để hướng dẫn nhà bán hàng làm thế nào để có thể set up live stream như một là một đội ngũ chuyên nghiệp hay là làm thế nào để mình có thể là mình sử dụng được tất cả các công cụ đang có rồi cũng như là cái cách làm thế nào để kỹ năng dẫn của mình tốt hơn, nội dung hay hơn, phong phú hơn. Thì toàn bộ giai đoạn này các anh chị nhà bán hàng sẽ nên làm luôn từ bây giờ để mình có thời gian sang đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn livestream đều để luyện tập. Và cái livestream này thì mình sẽ nên diễn ra trong khoảng tầm 2 đến 3 tuần. Thì thứ nhất là mình có thể thêm được một lượng khách hàng theo dõi gian hàng rồi tăng thêm truy cập rất là mạnh và mình cũng xây dựng được một đội ngũ những người xem livestream là khách hàng tiềm năng và cuối cùng thì sau khi mà mình đã luyện tập xong hết rồi thì mình sẽ đến giai đoạn cuối cùng là mình sẽ livestream sale trong mùa chiến dịch thì à, em giới thiệu qua cái hành trình này một chút thì à, cuối cùng thì là những cái gì mới của mùa này thì đầu tiên là sẽ đấu trường à, đấu trường livestream sẽ quay trở lại như mọi người nhìn thấy trên hình là tổng giải thưởng 12 triệu đồng không biết sẽ thuộc về ai bản thân em thì cũng rất là tò mò không biết là anh chị nhà bán hàng nào sẽ chiến thắng trong mùa này thì cách thức để tham gia rất là đơn giản thôi là mình chỉ cần ấn vào cái banner ở trong trang cái trang livestream của mình là mình có thể tham gia được rồi. Và tiếp theo thì như mọi mùa chiến dịch thì Last Live cũng sẽ gửi ra những cái bộ hình trang trí, những cái khung nền livestream để các anh chị có thể sử dụng cho cái hình màn trầu của mình hay là cho cái buổi livestream của mình nó đẹp mắt hơn. Thì cái phần của Hato thì cũng đến đây là kết thúc rồi. <laughs> Xin cảm ơn tất cả anh chị nhà bán hàng đã theo dõi cảm ơn những chia sẻ từ chị Hà và à, qua những chia sẻ của chị Hà Tô và những chia sẻ của chị Tuyết Vũ, chị Hà Phan thì tất cả các anh chị nhà bán hàng cũng đã có thể à, nắm sơ những cái thông tin à, về chiến dịch lần này đúng không ạ à, và hy vọng là thanh duy hy vọng là với những cái chia sẻ này thì tất cả mọi người cũng có thể sẽ có những cái chuẩn bị thật là tốt à, để cho chúng ta bám theo những cái chia sẻ của các à, các anh chị ở đây mà chúng ta có thể tham gia vào à, cái chiến dịch lần này một cách tốt nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất và để chúng ta ôm lại tất cả những cái thông tin những cái chi tiết mà các chị đã chia sẻ từ nãy tới giờ thì thanh duy có một cái trò chơi nữa đặc biệt để dành tặng cho các anh chị nhà bán hàng đang theo dõi livestream ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ tham gia chúng ta sẽ tham gia trả lời những câu hỏi uh, của thanh duy uh, những câu hỏi rất là đơn giản thôi những câu hỏi này sẽ là những cái thông tin mà các anh chị nhà bán hàng đã được uh, lắng nghe từ nãy tới giờ và để tham gia vào câu hỏi này thì chúng ta sẽ thông qua một cái website đó là kahoot và thanh duy xin được anh nhắc các anh chị nhà bán hàng là để tham gia vào cái lượt trả lời câu hỏi này thì các anh chị vẫn phải giữ cái đoạn cái livestream các anh chị đang xem trên cái điện thoại hay là cái máy tính mà các anh chị đang xem thì các anh chị đừng tắt đi mà các anh chị vẫn cứ theo dõi trên đó và chúng ta sử dụng một cái thiết bị điện tử khác một cái điện thoại khác một cái laptop khác để mình có thể đăng nhập vào website kahoot để mà chúng ta trả lời những câu hỏi từ chương trình các anh chị nha và bây giờ thì chắc Thanh Duy sẽ Thanh Duy sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhà bán hàng cách mà chúng ta có thể tham gia trả lời câu hỏi qua website của Kahoot. Đầu tiên xin mời các anh chị uh, và, uh, truy cập vào website là kahoot.it, kahoot.it. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã số là 6339816. Thanh Duy sẽ được nhắc lại là 6339816 và ô ô thông tin thì các anh vui lòng các anh chị vui lòng hãy uh, đăng nhập và tên gian hàng của mình vào các anh chị nhớ là chúng ta sẽ làm theo ba bước như thế này thì mới tính là cần... khi mà các anh chị comment trả lời câu hỏi thì mới tính là câu trả lời hợp lệ thanh như xin được nhắc lại là chúng ta sẽ truy cập vào website kahoot .it sau đó nhập mã số là 6339816 và điền vào tên gian hàng của các anh chị thì lúc đó thì Thanh Duy mới có uh, cơ sở giống như là hợp lệ để mà có thể trao giải thưởng cho các anh chị ạ. À. Bây giờ thì thấy là các uh, các shop, các cửa hàng, các cửa hàng, các nhà bán hàng đã bắt đầu vào trong uh, cao hút rất là nhiều rồi. Thanh Duy thấy là có Kevin, có Liên Bỉnh, có túi sách cửa hàng Cô Ba Ba, rồi Draft, Sky Desk, Huyền Túi 888, Hà Ngọc Tiến, cửa hàng đồ Mỹ, hàng cực rẻ, Ico Home, mắt kính giá rẻ, Thanh Tùng FSC, có rất là nhiều những các anh chị đã vào vào trong này rồi ạ à. và bây giờ thì à, thanh duy xin được à, công bố những cái giải thưởng hấp dẫn mà các anh chị có thể nhận được à, trong cái buổi livestream này khi mà tham gia trả lời câu hỏi à, của thanh duy ngày hôm nay giải thưởng của chúng ta sẽ có quà tặng dành cho top 10. 10 anh chị có câu trả lời đúng chính xác và nhanh nhất sẽ có những giải thưởng như sau đầu tiên chúng ta sẽ có một giải nhất giải nhất sẽ gồm một phần à, một phần quà gồm có một đồng hồ thông minh galaxy fit một túi laptop và một áo khoác thời trang. Đó là giải nhất ạ. À. Còn giải nhì thì chúng ta cũng sẽ có một giải nhì, à, bao gồm một tai nghe Bluetooth Sony, một túi laptop và một áo khoác thời trang. À, giải ba chúng ta có một giải ba, đó là một bàn ủi Philips, một túi laptop và một áo khoác thời trang. Và chúng ta sẽ có à, 7 anh chị à, trong top 10 sẽ nhận được giải tư của chương trình. À anh chị top 7 trả lời chính xác và nhanh nhất mỗi người sẽ nhận được một đồng hồ Xiaomi Band 4 và một sổ kế hoạch một sổ planner mà lúc ra những cái giải thưởng này lúc đầu thanh duy đã có chia sẻ với tất cả các anh chị rồi đúng không ạ à, không biết thì bây giờ thì uh, mọi người đã sẵn sàng để uh, bước vào cái phần trả lời này không mà thanh duy hiện tại vẫn còn thấy rất là nhiều những anh chị đã bắt đầu uh, vào rồi À, mọi người hãy vào thật là nhiều mọi người hãy chia sẻ thật là nhiều để cho tất cả các anh chị nhà bán hàng của chúng tôi có thể vào trong cái cây uh, hút này để tham gia trả lời những câu hỏi đặc biệt ngày hôm nay shop tông đơ cũng vào rồi nè rồi uh, hàng thật giá thật cũng vào luôn uh, balloon perfect one đèn led ô tô kho sĩ hà nội uh, xin chào tất cả các anh chị nhà bán hàng à. mọi người hãy vào thật nhiều uh, ở đây thanh duy còn có uh, apple cat rồi uh, uh, shop thời trang iBasic À, mình có kho sĩ ở Hà Nội rồi tiệm nhà cường Yolo Last Light Thịnh Phát hai rất là nhiều những các anh chị đã vào trong này rồi ạ à. à. nhưng mà các anh chị nhớ một điều là các bạn đừng thoát ra khỏi cái livestream mà các bạn đang xem nha Các anh chị hãy vẫn tiếp tục giữ livestream và chúng ta sử dụng một cái thiết bị uh, di, động khác Một thiết bị điện tử khác để đăng nhập vào Kahoot Thanh xin được nhắc lại cái cách mà chúng ta đăng nhập vào Kahoot như sau Đầu tiên mình là uh, truy cập vào website kahoot.it Nhập mã số là 633 sáu và à, các anh chị cũng tiếp tục à, nhập vào tên gian hàng của mình. Khi có tất cả những cái thông tin này thì chúng ta mới được xác nhận là hợp lệ. Và khi có những cái câu trả lời như vậy thì à, những câu trả lời như vậy thì à, à, Thanh Duy mới có cơ sở để mà có thể tìm ra được à, những à, người chiến thắng, những người những các anh chị đã có những câu trả lời đúng vào trao quà cho các anh chị. À. Xin cảm ơn rất nhiều. Không biết là bây giờ, à, bây, giờ bây giờ chúng ta bắt đầu phần à, trả lời câu hỏi được chưa ạ? <laughs> các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? <cười> <cười> Rồi, các shop các, các các cửa hàng của các anh chị vẫn tiếp tục uh, tham gia vào cái hút rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu, chúng ta ơi các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? À? Chúng ta bắt đầu nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên. Như sau Mốc thời gian đăng ký tham gia chiến dịch là khi nào? Chúng ta có 4 đáp án: từ 13 tháng 5 cho đến 10 tháng 6, từ 14 tháng 5 cho đến 10 tháng 6, từ 15 tháng 5 cho đến 10 tháng 6 và từ 16 tháng 5 cho đến 10 tháng 6. Xin mời các anh chị nhà bán hàng trả lời câu trả lời đã được tăng lên rất là nhiều Chúng ta đang có 47, 50, 59, 66 Wow, mọi người trả lời rất là nhiều Rất là nhiều nhưng không biết đâu mới là câu trả lời chính xác ạ à. Hiện tại Thanh Duy thấy là đang tăng gần lên 200 câu trả lời Wow, đã vượt số 200 câu trả lời rồi Thanh Duy xin được nhắc lại chúng ta có 4 đáp án để trả lời là 13 tháng 5 đến 10 tháng 6 14 tháng 5 đến 10 tháng 6 15 tháng 5 đến 10 tháng 6 Và 16 tháng 5 đến 10 tháng 6 260 câu trả lời. Rất là nhiều. Chúng ta còn 8 giây để trả lời câu hỏi này. 2 1 Hết giờ. Chúng ta kết thúc ở 278 câu trả lời và câu trả lời chính xác của ngày hôm nay đó là câu C15 tháng 5 cho tới 10 tháng 6 xin được chúc mừng các anh chị sau đây chúng ta có B Yours bé ngọt vnj2ncdn có Gucci Care công ty Phương Minh và cô Minh Hiếu đã là năm người trả lời chính xác và nhanh nhất ở chợ câu hỏi đầu tiên này xin chúc mừng các anh chị và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo câu hỏi tiếp theo như sau ưu đãi nào không nằm trong chiến dịch sale hè rực rỡ chúng ta có deal 1 k Free ship toàn quốc từ 200k Xả hàng giữa năm Hay là điêu hủy diệt Thanh Duy xin được nhắc lại câu hỏi Ưu đãi nào không nằm trong chiến dịch sale hè rực rỡ Câu 4 câu trả lời Điêu 1k Free ship toàn quốc từ 200k Xả hàng giữa năm Và điêu hủy diệt Xin mời câu trả lời từ các anh chị nhà bán hàng Chưa đọc xong câu hỏi rồi Thanh Duy đã thấy là có 100 gần 200 câu trả lời rồi Chúng ta vẫn còn 30 giây để trả lời câu hỏi này Các anh chị hãy nhanh tay lên nha Hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật và À, cho cứ mỗi câu như vậy Thanh Duy sẽ cập nhật anh chị nào top 5 các anh chị trả lời đúng câu hỏi này. Từng câu hỏi. và thanh duy sẽ được nhắc các anh chị nhà bán hàng là chúng ta sẽ comment trả lời ở trên website của ca hút ngay từ đầu mà thanh duy đã chia sẻ với các anh chị khi mà chúng ta tham gia vào đây thì chúng ta sẽ thấy cái câu hỏi này và chúng ta trả lời trực trực tiếp ở trên ca hút luôn chứ chúng ta không trả lời ở trên livestream chúng ta có hai thiết bị để tham gia vào livestream lần này một là thiết bị để chúng ta theo dõi livestream từ đầu cho tới giờ và một thiết bị nữa để chúng ta tham gia vào ca hút để tham gia trả lời các câu hỏi từ chương trình các anh chị nha kết quả đã có rồi kết quả đã có rồi à, câu trả lời của chúng ta ở câu 2 ưu đãi nào không nằm trong chiến dịch sale hè rực rỡ đó chính là free ship toàn quốc từ 200k cái câu này thì nhận được cái câu trả lời cũng chỉ là hạng nhiều nhất các anh chị đã trả lời câu hỏi khác cho nên các anh chị phải suy nghĩ thật là kỹ để trả lời câu hỏi này nha các anh chị nha và xin được chúc mừng năm bé ngọt vj bé ngọt vẫn tiếp tục trả lời đúng nè cà phê đức anh vnj 2 hcwv Uh, cửa hàng sale hè Hà và cửa hàng pin shop giày dép là năm cửa hàng năm anh chị nhà bán hàng đã trả lời rất là đúng và chính xác nhanh nhất câu hỏi thứ hai của chúng tôi uh, và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục uh, đến với câu hỏi thứ ba xin mời câu hỏi thứ ba như sau khung giờ áp dụng ưu đãi hàng hiệu dành cho nhà bán hàng last mall chúng ta có bốn câu trả lời từ 10 10 10 giờ đêm cho tới 11 giờ đêm từ 0 giờ cho tới 2 giờ sáng, từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng và từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối. Khung giờ áp dụng ưu đãi hàng hiệu dành cho nhà bán hàng Last Mall chúng ta có 4 khung giờ: từ 10 giờ tối cho tới 11 giờ tối, từ 0 giờ cho tới 2 giờ sáng, từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng và từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối, đó là 4 khung giờ. Chúng ta còn 20 giây để trả lời câu hỏi này và Thanh Duy thấy là số lượng câu trả lời đang tăng lên rất nhiều 226, 233 câu trả lời đang tăng, tăng rất nhanh Ưu đãi nào không nằm trong chiến dịch sale hà rực rỡ các anh chị nha hết giờ và chúng ta chốt ở 264 đáp án và không biết ai sẽ là năm năm nhà bán hàng nào sẽ là năm nhà bán hàng có câu, câu trả lời nhanh và đúng nhất câu trả lời chính xác là từ 0 giờ sáng cho tới 2 giờ sáng là sẽ áp dụng áp dụng vào ưu đãi hàng hiệu dành cho nhà bán hàng Lasmo và thanh duy sẽ được chúc mừng một lần nữa sẽ được chúc mừng bé ngọt vnc 2 ncdn n ba lần rồi ba lần liên tiếp bạn đều có nằm trong danh sách này cà phê đức anh cũng vậy funny baby tiên tiên travis và XIXO là năm vị năm nhà bán hàng đã có câu trả lời chính xác. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 như sau. Cho biết một trong những điều kiện để tham gia chiến dịch thành công. Chúng ta có bốn câu trả lời. Đầu tiên là tỷ lệ hoàn hàng trong chiến dịch nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng 5%. Thứ hai là tỷ tỷ lệ đánh giá tích cực nhỏ hơn 70%. Thứ ba tỷ lệ hoàn hàng trong 30 ngày gần nhất lớn hơn 2% và cuối cùng giá đăng ký phải cao trong 30 ngày gần nhất. Câu này rất là nhiều thông tin nha. Anh xin được nhắc lại như sau. Một trong những điều kiện để tham gia chiến dịch thành công chúng ta có bốn câu trả lời. Đầu tiên là tỷ lệ hoàn hàng trong chiến dịch sinh nhật phải nhỏ hơn hoặc bằng 5%. Thứ hai, tỷ lệ đánh giá tích cực phải nhỏ hơn 70% thứ ba, tỷ lệ hoàn hàng trong 30 ngày gần nhất là lớn hơn 2% và cuối cùng giá đăng ký phải cao trong 30 ngày gần nhất. Chúng ta còn 15 giây để trả lời câu hỏi này. Câu trả lời câu này có vẻ hơi căng thẳng cho nên là câu trả lời tăng hơi chậm nhưng mà bây giờ Thanh Duy ghi nhận là đang có 230 câu trả lời rồi các anh chị hãy nhanh tay suy nghĩ thật kỹ nhưng phải nhanh tay để có thể trả lời đúng và nhanh nhất. Câu trả lời của Thanh Duy nha. Và kết quả, kết quả Thanh Duy xin được à, chúc mừng à, uh, Thanh Duy sẽ được công bố kết quả để một trong những điều kiện để tham gia chiến dịch thành công đó chính là tỷ lệ hoàn hàng trong chiến dịch sinh nhật phải nhỏ hơn hoặc bằng 5% Đó là câu trả lời chính xác của chúng tôi Và xin được uh, một lần nữa Wow Chúng ta đã có sự thay đổi à, uh, à Funny Baby à, uh, Funny Baby XIXO Suzy Kids Vingo và cửa hàng đồ Mỹ là năm nhà bán hàng đã trả lời đúng ở câu hỏi uh, thứ tư này à, uh, Và có 8 người chơi có 8 nhà bán hàng đã trả lời đúng 3 lần liên tiếp luôn. giờ Xin được chúc mừng các anh chị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ 5. <laughs> các anh chị hãy cho biết thời gian khởi động chiến dịch là khi nào ạ? À? Chúng ta có bốn câu trả lời từ 13 đến 17 tháng 6, từ 14 cho đến 18 tháng 6, từ 15 đến 17 tháng 6 và từ 15 cho đến 18 tháng 6. Các anh chị phải kỹ nha. Chúng ta câu trả lời đang uh, tăng dần lên rất nhiều. Còn 40 giây để trả lời câu hỏi này. Thanh như sẽ được gặp lại câu câu hỏi hãy cho biết thời gian khởi động chiến dịch. Chúng ta có bốn mốc thời gian như sau: từ 13 đến 17 tháng 6, từ 14 đến 18 tháng 6, từ 15 đến 17 tháng 6, từ 15 đến 18 tháng 6 ạ. À. 100 đang tiến tới 200 câu trả lời rồi à Chúng ta vẫn còn 15 giây để trả lời câu hỏi này xin mời các anh chị cố lên cố lên cố lên cố lên hết giờ và câu trả lời cho câu hỏi số 6 chiến thời à, thời gian khởi động chiến dịch đó chính là từ 15 cho đến ngày 17 tháng 6 Thanh Duyên xin được à, chúc mừng các anh chị nhà bán hàng sau đây à, Xin được oh, bản xếp hạng đã có đồ nghề cơ khí đã vào được bản xếp hạng rồi funny bb vẫn tiếp tục ở đây xixo cũng ở đây suzy Kid cũng vậy và có thêm ico home cũng đã xuất hiện trong top 5. các anh chị nhà bán hàng đã trả lời đúng câu hỏi này xin được cảm ơn rất nhiều ôi đã cho theo theo thống kê thì chúng ta đã có bảy nhà các 7 anh chị nhà bán hàng đã đã không trả lời đúng ba câu liên tiếp chúng ta bị loạt khỏi cái top đó bây giờ thì các anh chị phải cố lên nha chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo câu hỏi số 6. Hãy cho biết thời gian bùng nổ chiến dịch là khi nào? 17 đến 21 tháng 6, 18 đến 22 tháng 6, 18 đến 21 tháng 6 và 17 đến 22 tháng 6. Hãy cho biết thời gian bùng nổ chiến dịch từ 17 đến 21 tháng 6, từ 18 đến 22 tháng 6, từ 18 đến 21 tháng 6 và từ 17 đến 22 tháng 6. Câu hỏi này có vẻ uh, khá là dễ đúng không ạ? Cho nên các câu trả lời đang hiện lên rất là nhanh. Chúng ta đang có 100 gần 200 câu trả lời và chúng ta còn tới 30 giây lận. Cho nên là các anh chị hãy tiếp tục trả lời thật là nhiều nhé, Bởi vì hết chương trình ngày hôm nay hết 10 câu hỏi thì anh Duy sẽ tổng kết à, 10 anh chị có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất cho hết 10 câu hỏi. Nên các anh chị hãy tiếp tục trả lời thật là nhiều các câu hỏi từ chương trình để có thể nhận được những món quà giá trị và đặc biệt các anh chị nha. Chúng ta còn 10 giây. Và câu trả lời đang ở 233 câu trả lời. 200 hết giờ Chúng ta dừng ở 233 câu trả lời Và rất nhiều các anh chị đã chọn câu B là 18 cho đến 22 tháng 6 Và đó có phải là câu trả lời chính xác không ạ? À? Chính xác 18 đến 22 tháng 6 Đó chính là thời gian bùng nổ của chiến dịch Một lần nữa xin được chúc mừng các anh chị đã trả lời đúng à, Thanh Duy uh, top 5 chúng ta hiện tại đang có là đồ nghề cơ khí, Ico Home, thời trang MS, Duy Guitar, bạn Duy bán guitar, cà phê Đức Anh, ấp uh, up 200, uh, Bây giờ bạn có bạn Kelvin in the highest climber là bạn Kelvin đang leo 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 dần lên cái vị trí top top của các câu trả lời đúng đó các bạn. Cho nên là mọi người hãy cố gắng hơn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo như sau. Nhà bán hàng có thể đăng ký bao nhiêu sản phẩm để tham gia chiến dịch sale hè rực rỡ? Chúng ta có bốn câu trả lời như sau: 10 sản phẩm, 30 sản phẩm, 50 sản phẩm hoặc là tất cả các sản phẩm hợp lệ. Thời gian trả lời bắt đầu ạ. À. Câu trả lời đang tăng rất là nhanh. Wow, mọi người có vẻ tương tác rất là nhanh, rất là uh, rất là nhanh và rất là nhiệt tình với cái phần trả lời câu hỏi này đúng không ạ? À? Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa ra những quyết định thật là chính xác để mà có thể mang về những uh, phần quà dễ thương, hấp dẫn từ chương trình. Chúng ta còn tận. Uh, 20 giây để trả lời câu hỏi này nhưng mà số lượng câu trả lời đang tăng lên rất cao Anh Duy thấy là bây giờ đang tiến gần với số 250 câu trả lời Còn 10 giây nữa Hết giờ Câu hỏi số 7 Nhà bán hàng có thể đăng ký bao nhiêu sản phẩm để tham gia chiến dịch sale hè rực rỡ Và câu trả lời của chúng tôi đó là tất cả các sản phẩm hợp lệ Thì các nhà bán hàng có thể đăng ký tất cả các sản phẩm hợp lệ để tham gia vào chiến dịch lần này À đó là câu D đúng không ạ? Xin được và hầu như tất cả các anh chị nhà bán hàng được trả lời ở câu trả lời này và một lần nữa sẽ được chúc mừng đồ nghề cơ khí ico home thời trang IMS, g guitar và cà phê đức anh tiếp tục trở thành năm vị khán giả đã trả lời đúng với câu hỏi này năm vị khán giả nhanh nhất và uh, nhanh nhất và trả lời đúng nhất bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo nhà bán hàng sẽ livestream ở ứng dụng nào Câu à, hỏi rất hay đúng không ạ chúng ta có bốn câu trả lời ở app mua hàng trên điện thoại hay là ở app mua hàng trên máy tính hay là ở seller center trên máy tính và cuối cùng ở seller center trên điện thoại nhà bán hàng sẽ livestream ở ứng dụng nào chúng ta có app mua hàng trên điện thoại hoặc là app mua hàng trên máy tính seller center trên máy tính hoặc seller center trên điện thoại Và đây cũng sẽ là câu cuối, câu hỏi cuối cùng của của phần đố vui của chúng ta. Cho nên là các anh chị phải uh, suy nghĩ thật kỹ nhưng mà phải quyết định thật nhanh, thật chính xác để có thể câu trả lời chính xác nhất các anh chị nha. 222 câu trả lời và chúng ta còn 10 giây. Hết giờ. Và số lượng trả lời nhiều nhất là một câu 118 câu trả lời dành cho app mua hàng trên điện thoại Và chính xác đó chính là câu trả lời đúng cho câu hỏi số 8 Nhà bán hàng sẽ livestream ở app mua hàng trên điện thoại Thanh Duy xin được chúc mừng top 5 à, Trả lời đúng câu hỏi này là Ico Home, Duy Guitar, Thời trang MS, Đồ nghề cơ khí, MT Store 89 Đây là 5 vị À, nhà bán hàng đã trả lời đúng câu hỏi này và kết quả à, chương trình của chúng tôi đã ghi nhận và quà thưởng quà tặng sẽ được à, liên hệ gửi đến cho tất cả các anh chị nhà bán hàng xin cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã tham gia rất nhiệt tình à, trong phần à, trả lời câu hỏi ngày hôm nay của chương trình cảm ơn rất nhiều okay, okay, okay. À, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các anh chị nhà bán hàng đã quay trở lại với uh, livestream uh, kích hoạt chiến dịch sale hè rực rỡ 2020 của Lazada ngày hôm nay. Và bây giờ thì trên sân khấu rất là đồng vui. Nãy giờ Thanh Duy ngồi một mình thôi, uh, đứng một mình thôi thì uh, rất là buồn, uh, cảm thấy trống vắng. Có những các chị lên đây để chia sẻ, nói chuyện một tí xíu thôi nhưng mà vẫn chưa có chưa có đủ đã. Thì bây giờ Thanh Duy mời lên sân khấu ở đây uh, tất cả các anh chị quản lý nhà, ngành hàng và tất cả các uh, anh chị nhà bán hàng kỳ cựu ở đây, họ sẽ chia sẻ những cái thông tin thú vị, hấp dẫn và đặc biệt đến cho tất cả các anh chị nhà bán hàng ngày hôm nay ạ. À. Đây, thì sân khấu đang rất là 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 đông vui bây giờ rồi ạ. À, à Thanh Duy xin được uh, trân trọng giới thiệu xin được trân trọng giới thiệu giám đốc chiến dịch khuyến mại chị Phan Thị Thu Hà. Dạ. Xin được uh, trân trọng giới thiệu đại diện bộ phận Last Life La, Last Life chị Chu Mai Hảo. thì nãy các các anh chị đã có gặp uh, hai chị rồi đúng không ạ? À? ngoài ra thì đại diện cho ngành hàng nhà cửa đời sống xin trân trọng giới thiệu chị lôi trước bình dạ à anh trịnh trung hậu chủ gian hàng bam bam store chào anh à tiếp theo thì thanh duy xin được trân trọng giới thiệu chị nguyễn quỳnh oanh ngành hàng thời trang này à, ngành hàng thời trang thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của anh nguyễn nhật nam là chủ gian hàng của sportling và anh nguyễn ngọc tỉnh chủ gian hàng dubai shop mọi người à, chào khán giả chào các anh chị và bán hàng một cách tươi vui hơn nữa yeah. ạ chúng ta chưa chuẩn bị chia sẻ rồi ở bên phía bên này thì cũng là một những nhân vật rất là đặc biệt của chúng tôi à, xin được giới thiệu về ngành hàng điện tử trân trọng giới thiệu anh huỳnh kỳ cảnh à chào anh một biểu tượng chiến thắng đúng không ạ và tiếp theo là anh nguyễn dương tường lam chủ của gian hàng anchor cũng ngành hàng điện tử xin chào anh và để cho các anh chị nhà bán hàng có thêm thời gian để chuẩn bị câu hỏi suy nghĩ câu hỏi chia sẻ uh, hoặc là những cái diễn thắc mắc của các anh chị như thế nào uh, để gửi cho chương trình thì uh, thanh duy xin được uh, một vài chia sẻ đến từ các anh chị uh, đầu tiên uh, xin mời ngành hàng nhà cửa và đời sống chị bình có chia sẻ gì với tất cả các anh chị nhà bán hàng ngày hôm nay không ạ à? cảm ơn thanh duy dạ. um, chào tất cả các nhà bán hàng À, lại một mùa mega đang tới à, mình là bình hôm nay đại diện cho ngành hàng nhà cửa đời sống và ô tô xe máy à, sẽ có đôi lời uh, chia sẻ với mọi người để cho mọi người có thể chuẩn bị tốt và có thật nhiều đơn hàng trong kỳ mega này Um, thì trước tiên một gợi ý nho nhỏ cho các nhà bán hàng mình là mình nên đặt ra một mục tiêu doanh số uh, cho kỳ mega này rồi từ đó mình sẽ có thể um, chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nhân lực, chiến lược giá và những cái mức đầu tư phù hợp um, về về um, Tại vì chiến dịch lần này của mình kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6, nên um, cái việc mà chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng cho các sản phẩm chủ lực của mình là việc hết sức cần thiết. Um, cái thứ hai là về nhân sự. Uh, nhân sự ngoài việc có thể uh, hỗ trợ cho chúng ta đóng gói hàng và hoàn tất đơn hàng trong thời gian um, đúng, uh, đúng, đúng thời hạn, uh, thì nhân sự là có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn khởi động. Vì... Um, họ có thể giúp cho mình giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng đồng thời là tư vấn sản phẩm cho cho khách hàng của mình những nhân tố này sẽ giúp cho mình tăng đơn hàng rất là nhiều à, cái thứ ba là mình xin nói về chiến lược giá nhà bán hàng của mình nên có một cái chiến lược giá để mà đảm bảo tính hấp dẫn của sản phẩm mà vẫn mang lại lợi nhuận cho mình à, song song với chiến lược giá thì mình nên có những cái um, phần đầu tư phù hợp À, ví dụ như là vào miễn phí vận chuyển nè, mã giảm giá nè thì theo thống kê uh, phân tích của những lợt mega lần trước thì đây là những cái yếu tố mà có thể giúp cái quá trình uh, mua hàng diễn ra thật là suôn sẻ. Vì thế nên mọi người hãy chuẩn bị uh, thật sớm, thật kỹ có để có một cái kế hoạch hoàn chỉnh và cùng hiện thực thực hiện nó trong năm ngày mega nhé. Uh, về traffic thì mình sẽ không đi sâu vào uh, nhưng mà mình chỉ muốn nhắc nhở mọi người là nếu như các nhà bán hàng của mình uh, đang có hoạt động trên các mạng xã hội thì mình nên nhớ là chia sẻ các link sản phẩm, link gian hàng và các thông tin khuyến mãi uh, trên những cái mạng xã hội này trong xuyên suốt trong quá trình thi sinh hoặc là uh, ngay cả trong năm ngày mega uh, vì càng nhiều người biết đến mình thì cái khả năng chốt đơn hàng của mình thì càng cao À, cuối cùng thì hiện tại cái cổng đăng ký của mình đã mở thì à, mình muốn à, xin nói với à, tất cả các nhà bán hàng là mình hãy nhanh chân đăng ký à, những cái điều này vì đăng ký càng sớm thì mình sẽ có những cái quyền ưu đãi hiển thị trong cái giai đoạn thi sinh là cái giai đoạn khởi động. Được như vậy thì à, sản phẩm của mình sẽ có được rất là nhiều khách hàng thêm vào giỏ hàng và sẽ thanh toán vào ngày đi đây. Um à, phần chia sẻ của mình thì ngắn gọn tại đây thôi tại vì tiếp tới ngành hàng của mình sẽ có thêm một buổi live stream riêng sẽ chia sẻ thêm nhiều ngành hàng khác trong cái ngành nhà cửa đời sống và ô tô xe máy cảm ơn chị bình rất là nhiều à, về những thông tin chia sẻ vừa rồi và bây giờ thì về mặt à, về lĩnh vực là à, đời sống về lĩnh vực à, nhà 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 cửa đời sống thì thanh duy cũng xin được mời anh trịnh trung hậu là chủ gian hàng bam bam store cũng sẽ có những chia sẻ đến tất cả các anh chị nhà bán hàng để theo dõi livestream ngày hôm nay mời anh ạ à, dạ xin chào tất cả các anh chị nhà bán hàng em tên là trịnh trung hậu đến từ gian hàng bam bam store thuộc ngành hàng nhà cửa đời sống thì à... Em đã kinh doanh trên Lazada được 4 năm và mỗi năm em được học thêm một bài học cũng như là một kinh nghiệm nữa. Ừ. Thì uh, uh, nhân tiện đây thì em muốn chia sẻ một cái tiếp nho nhỏ mà em uh, mỗi lần mà khi mà bên em chuẩn bị cho một kỳ Mega đó chính là các anh chị hãy chuẩn bị cho mình cái mục, mục đích rõ ràng nhất. Ừ. Ví dụ như là đối với cái Mega lần này thì các anh chị mong muốn cái gian hàng mình có thu về là traffic hay là về doanh thu hay là về tỷ lệ chuyển đổi thì từ đó các anh chị bắt đầu mình chọn những cái chương trình Đó phù hợp nhất cho cái gian hàng của mình như các anh chị cũng thấy là trong cổng đăng ký chương trình khuyến mãi thì là sẽ có rất là nhiều chương trình thì những chương trình đó sẽ phục vụ những cái mục đích rõ ràng của các anh chị à, một cái việc nữa đó chính là các anh chị hãy cố gắng sắp xếp lại những cái con sản phẩm của các anh chị à, mình sẽ chia ra làm ba két thì thường bên em sẽ chia làm ba két cái thứ nhất đó là những con sản phẩm mang về traffic cao cái thứ hai là những con sản phẩm mang về cái tỷ lệ chuyển đổi cao và cái thứ ba chính là những con sản phẩm mang về những cái thanh doanh thu của mình cực kỳ cao thì từ đó mình sẽ bắt đầu mình dàn dựng những con như sau thì thứ nhất đối với những con traffic cao á thì các anh chị hãy đem nó đi chinh chiến tất cả các mặt trận à, từ như là flash sale nè à, dành riêng cho bạn nè à, hoặc là tất cả các chương trình khuyến mãi đối với những con mà mang tỷ lệ chuyển đổi cao thì các anh chị hãy tham gia ưu tiên cho nó vào những chương trình ngành hàng bởi vì khi mà khách hàng họ có nhu cầu rồi đó thì họ sẽ khi mà khách hàng họ có nhu cầu rồi đó thì họ sẽ bắt đầu truy cập vào những ngành hàng thì lúc đó những con sku của các anh chị đã ngồi sẵn và chờ khách hàng thôi còn đối với những con mà có doanh thu còn đối với những con sku mà có doanh thu cao á thì mình sẽ sắp xếp nó vào đầu trên cái trang sản phẩm của mình khi mà khách hàng họ truy cập vào những con có traffic cao đi thì họ có hành động là họ sẽ truy cập thêm vào gian hàng thì khi mà họ truy cầu vào gian hàng thì họ sẽ bắt gặp được những con sản phẩm có doanh thu cao của các anh chị và khách hàng bắt đầu họ mua kèm và khi đó chúng ta sẽ có cái gọi là một cái kỳ mega nó ok nhất À, em mong rằng là à, những cái chia sẻ của em sẽ góp phần vào cái việc kinh doanh của các anh chị và mong rằng các anh chị sẽ có một cái buổi, một cái ngày mega cực kỳ là thành công. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn những chia sẻ từ anh Hậu rất nhiều. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mặt hàng thời trang đi ạ. Một mặt hàng mà chắc là cũng nhận được rất là nhiều những sự quan tâm của các anh chị nhà bán hàng. thanh Duy xin được mời sự chia sẻ đến từ chị Quỳnh Oanh. Xin mời chị. À, xin chào các anh chị nhà bán hàng à, đại diện cho ngành hàng thời trang sức khỏe làm đẹp mẹ và bé và bách hóa online à, mình xin có một số cái chia sẻ đối với các anh chị nhà bán hàng như sau à, điểm thứ nhất à, để có thể tăng doanh thu à, thu hút được cái lượt truy cập của khách hàng mới cũng như là giữ chân khách hàng cũ thì mình cần đăng tải những cái sản phẩm mới thường xuyên bắt nhịp xu hướng thị trường và cái việc mà đăng tải những sản phẩm mới bắt nhịp xu hướng thị trường như thế nào thì mình nên nhờ sự tư vấn của ngành hàng để mình có thể đăng tải những sản phẩm mới và với cái doanh thu cao nhất có thể điểm thứ hai khi trải qua những cái mùa chiến dịch lớn thì các anh chị nhà bán hàng cũng biết chương trình miễn phí vận chuyển luôn luôn mang lại hiệu quả doanh thu khá là lớn Do đó, mình khuyến khích các anh chị nhà bán hàng nên đăng ký chương trình miễn phí vận chuyển thông qua cổng Seller Center. Hiện nay, cổng Seller Center đã mở uh, cho chương trình miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 99.000, 149, 149.000 cho Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mình hy vọng là các anh chị sẽ đăng ký nhiều cho những cái chương trình miễn phí vận chuyển này. À, điểm cuối cùng thì gần đây các anh chị cũng biết Lazada ra mắt giải pháp uh, tiếp um, thị liên kết dành cho nhà bán hàng đối với giải pháp này thì uh, qua số liệu chứng minh những cái nhà bán hàng mà đã uh, sử dụng uh, dịch vụ giải pháp này uh, có doanh thu tăng trưởng từ 25 đến 35 phần uh, trăm so với ngày thường uh, đặc biệt là trong những cái chương trình mà có cái khuyến mãi lớn Uh, do đó mình khuyến khích các anh chị uh, trong chương trình sale hè rực rỡ lần này mình nên đăng ký uh, tham gia cái giải pháp tiếp thị liên kết này uh, thì phần chia sẻ của ngành hàng uh, đến đây là hết và mình uh, xin giới thiệu anh Nhật Nam uh, chủ của gian hàng Sportlink anh sẽ có một số chia sẻ để làm sao mình trở thành top nhà bán hàng cũng như là một số cái um, điểm uh, cần chú ý cho cái chương trình sale hè rực rỡ đúng rồi thay vì nghĩ là làm sao để mình trở thành top, <laughs> top nhà bán hàng với là cái điều mà tất cả các anh chị nhà bán hàng đang đang rất là mong đợi đúng không mời anh chia sẻ ạ à. Mời anh Nam chào tất cả các bạn uh, mình tên Nam là chủ gian hàng Sportlink uh, mình đã kinh doanh tại sàn thương mại điện tử Lazada được 5 năm rồi, wow. từ năm 2015. Yeah. Thì một trong số những cái điểm mà mình nghĩ là nó quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với các nhà bán hàng khi mà mình muốn tăng doanh thu và hoạt động hiệu quả trên sàn giao dịch uh, thương mại điện tử Lazada. Thì uh, mình chia sẻ uh, theo từng cái bước một. Uh, đầu tiên là chúng ta phải hoạch định được cái ngành hàng mà chúng ta muốn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và cụ thể ở đây là Lazada thì để làm được chuyện này thì các bạn phải trả lời được các cái câu hỏi ví dụ như điểm mạnh của chúng ta trong các cái lĩnh vực mà đã từng tìm hiểu rồi nó là gì ví dụ như cái thời điểm bắt đầu của mình đó là sport mình rất yêu thích nó cộng với lại là cái mối quan hệ của mình ở cái 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 ngành hàng sport nó cũng tương đối là đáp ứng được để có những cái người có thể tư vấn hướng dẫn cho mình đi trong theo cái ngành À, thì tùy vào mỗi cái 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 lĩnh vực mà mình chọn thì cái bước thứ hai sau khi đã hoạch định được cái ngành hàng mà mình uh, muốn uh, theo rồi mà tại sao lại mình phải hoạch định cái ngành hàng thì uh, nếu chúng ta có cái uh, tầm hiểu biết và cái kiến thức cố định uh, cơ bản và từ cái cơ bản đó mới nâng cao lên được về cái ngành hàng thì chúng ta mới có thể là uh, chiến thắng cạnh tranh được với đối thủ và nhất là cái 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 thời đại kinh doanh online như thế này thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều đối thủ và thậm chí còn mạnh hơn chúng ta kiến thức tốt hơn chúng ta thì vì thế chúng ta phải đào sâu à, và mình khuyên các bạn là chúng ta nên chọn một ngành hàng nào đó mình cảm thấy là ok nhất mạnh mẽ nhất mình để mình có thể phát triển được cái 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 câu chuyện kinh doanh của mình à, cái điểm thứ hai là về lựa chọn sản phẩm thì làm sao để chúng ta có thể lựa chọn được sản phẩm theo cái cá nhân của mình và uh, những cái mình đã trải qua thì mình thấy là trước khi chúng ta chọn sản phẩm để đăng bán trên các sàn thương mại tử thì uh, chúng ta nên tìm hiểu là uh, cái cái sản phẩm đó nó có đang nằm trong cái xu thế của uh, thị trường hiện tại hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sản phẩm đó có cái uh, mức độ giá về cạnh tranh như thế nào. Rồi À, tiếp theo chúng ta hướng đến về vấn đề chất lượng sản phẩm tại vì nếu chúng ta bán bán sản phẩm à, đưa đến sản phẩm cho khách hàng cho người tiêu dùng mà chúng ta không quan trọng đến cái chuyện là à, đưa cho họ những cái trải nghiệm tốt nhất về giá cả về chương trình về những cái à, à, ưu đãi à, và cộng với cả chất lượng đó là cái mà mình cảm thấy là quan trọng nhất trong vấn đề chọn sản phẩm à, cái điểm thứ ba mà mình cần sau khi chúng ta đã chọn sản phẩm rồi à, có những cái sản phẩm tốt có những cái sản phẩm đã được nghiên cứu rất là kỹ càng thì à, à, mình kết hợp với ngành hàng và cụ thể trên sàn thương mại tự lazada thì à, kết hợp với các cái bạn ngành hàng để chúng ta có thể nắm bắt được là à, ngành hàng có những cái điểm mấu chốt nào cần phải à, à, khắc phục hay là cần phải lưu tâm đến ví dụ À, khi mình làm với uh, Lazada ừ. thì mình được tư vấn là à các cái keyword này đang còn được rất là nhiều người truy cập. Ừ. À, rất nhiều nhiều người tìm kiếm hoặc là cái đối tượng của ngành hàng sport là nam giới chiếm đến 70%. Ừ. chẳng hạn đó là những cái phương cách để mình có thể làm việc kết hợp sâu sát với ngành hàng ừ. để mình có thể đưa ra những cái tương lai, sản phẩm tương lai, những cái điều tương lai ừ. hoặc là những cái xu thế tương lai. À, cho cái cho cái gian hàng của mình khi kinh doanh trên uh, Lazada và cái điểm cuối cùng mà mình muốn nói là uh, chúng ta nên mỗi sàn có những cái tính năng có những cái hỗ trợ về nhà bán hàng khác nhau nhưng riêng đối với Lazada mình thấy có rất nhiều cái công cụ để chúng ta có thể tận dụng để mà tăng doanh số uh, đối với mình thì uh, gần như gian hàng sử dụng toàn bộ các cái 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 công cụ từ miễn phí vận chuyển từ combo linh hoạt Uh, kể cả là uh, những cái cái tính năng đẩy sản phẩm mà hoàn toàn miễn phí trên Lazada mình cũng tận dụng triệt để wow. thì như thế chúng ta mới có thể chọn ra được tính năng nào là tính năng mà có thể uh, giúp mình tăng doanh số và nó cũng đúng với cái mục tiêu uh, ban đầu mình đặt ra đã, đã đặt ra ví dụ như uh, nếu mà hiện tại thì mình thấy là miễn phí vận chuyển đối với ngành hàng sport đó là những cái dụng cụ nó rất là lớn yeah. Uh, khách hàng họ rất là muốn mua nhưng là rất là ngán về phí vận chuyển thì cái công cụ đó nó giúp cho khách hàng tiếp cận với gian hàng và sản phẩm mình nhiều hơn tốt hơn uh, đó là bốn cái điểm mà mình cần, muốn chia sẻ với tất cả các bạn thì thật sự ra nó cũng cơ bản thôi nhưng mà nếu chúng ta chăm chút làm từng từng giai đoạn một nó ok thì mình sẽ hy vọng mà doanh số của mình nó mỗi ngày mỗi tăng cùng với Lazada cảm ơn anh nam với những chia sẻ rất là hay biết người biết ta trong trận châm thắng đúng không anh nam Ở bây giờ thì bên cạnh thanh duy là anh tỉnh anh thì nãy giờ cũng thở dài mấy lần hả đợi lâu hay sao anh tương đối hồi hộp tương đối hồi hộp đúng không vậy thì đại diện của dubai shop cũng là một ngành hàng thời trang thì không biết anh có một cái chia sẻ gì một cái lời khuyên gì dành cho các anh chị nhà bán hàng ngày hôm nay không trước tiên này mình cũng xin chào tất cả những nhà bán hàng và chào quý khách hàng của Lazada. Dạ. Yeah. Mình tên Nguyễn Ngọc Tỉnh, thì chủ gian hàng Dubai Shop chuyên kinh doanh mặt hàng thời trang nam nữ. Đây là lần đầu tiên mà mình đến với chương trình thoát sâu này thì cũng rất lấy làm vinh dự. Dạ. Do Lazada mời. <laughs> rất vui khi có anh nhiều hôm nay. ạ. À. Tự nhiên thì trong quá trình trao đổi thì có gì thiếu sót thì mong mọi người đại xá. Dạ, yeah, mọi người đều sẽ bỏ qua không sao. Hả? <laughs> thì trong quá trình mình kinh doanh ở sàn thương mại điện tử Lazada đến nay là đã được hơn 2 năm. Dạ. Yeah thì theo như đúc kết của hệ thống của mình thì mình thấy có bảy vấn đề sau thì mình thấy mình oh. cần chia sẻ để mọi người có thể là, là à, trao đổi với nhau yeah. thứ nhất là về mình kinh doanh mặt hàng thời trang thì đầu tiên là xu hướng. xu hướng xu hướng là mình thấy là quan trọng nhất thì đầu tiên chẳng hạn như mùa hè năm nay thì những cái quần áo mang họa tiết hoa cúc thì bán rất được chẳng hoa hạn như yeah, hoa yeah. cúc à, thì yeah. cái đó là mình có thể là mình à, đăng tải những bánh sản phẩm đó thì cái tỷ lệ nó ra đơn đó, nó tương đối cao mm. cái thứ hai nó về sản phẩm về sản phẩm thì uh, chúng ta phải có sản phẩm tốt khi chúng ta giao hàng cho khách hàng chúng ta phải có những cái kiểm tra chẳng hạn như về chất lượng uh, đường may mũi chỉ và chất liệu phải nó, nó, nó tốt thì khi đó thì chúng ta sẽ được những cái đánh giá năm sao nó sẽ tốt hơn kiểm tra kỹ hàng trước khi giao uh, rồi, đó. Đó. Yeah. rồi bắt đầu đánh giá nữa giá yeah. thì chúng ta cũng phải nghiên cứu giá giá chúng ta nó không cần nhất thiết phải quá rẻ nhưng mà tương đối nó phải hợp lý yeah. hợp lý ở cái nguồn lực của chúng ta khi chúng ta nhập hàng rồi và cả đối thủ của chúng ta nữa khi của chúng ta nhập thì đối thủ của chúng ta rồi ở sàn của mình hoặc là những sàn thương mại điện tử khác chúng ta phải có cái giá nó nó phù hợp với nhau dạ. thì chúng ta có thể là đến được số đông của cái khách hàng của mình dạ. à, thì sau khi có hai ba mục đó thì mình lại tiếp tục là phải giúp cho cái gian hàng mình nó được người khác biết đến để bán thì hả? mình thì phải quảng cáo ừ. mình thì may mắn thì cái hệ thống cái phần mềm của LIDAR, cái phần sale center ừ. thì mình thấy là tương đối có đủ đầy đủ công cụ những cái công cụ đó rồi để dạ. các bạn tận dụng mà các bạn có thể quảng cáo cái trang của mình trên những trang cá nhân gì đó thì nó cũng hỗ trợ. Uh -huh. thì còn lại là mình thấy là còn cái vấn đề thứ tư là vấn đề phân phối, phân, phân, phối. phân phối thì mình kinh doanh ở ra thì mình thấy là mình may mắn là hệ thống kênh logistics của Lazada hoạt động rất chuyên nghiệp, rất nhanh. thì việc còn lại của mình rất là đơn giản là khi phát sinh đơn hàng là mình chỉ cần đóng gói cực nhanh để giao được cái đơn hàng đó đi đến nhanh nhất đến người tiêu dùng. thì chẳng hạn như ở hệ thống của mình là mình luôn luôn chữ hàng trong kho nó lên đến cả hơn trăm ngàn sản phẩm thì khi phát sinh đơn hàng là có thể là từ một giờ trưa là đến uh, chiều hoặc là sáng mai là sản phẩm là khách hàng đã nhận được rồi oh. yeah. thì uh, khi người ta uh, được mua hàng nhanh như vậy thì người ta cũng được thích hơn dạ đúng rồi, yeah. rồi tiếp còn, theo à? uh, về chiếc lý bán hàng thì mình, uh, mình kinh doanh thì trong quá trình mình muốn kinh doanh lâu dài bền vững uh, thì bản thân của mình mình nhìn thấy thì mình thấy là mình phải có cái chiếc lý riêng như chẳng hạn như ở bên mình là slogan của bên mình là, là gì vậy? hạnh phúc của khách hàng là hạnh phúc của Dubai. À, là <laughs> hạnh phúc không phải là là Dubai lãi nhiều mà là được khách hàng được trải nghiệm nhiều hơn, được biết nhiều hơn, được sờ nhiều hơn và được à, nhận những sản phẩm Ví dụ uh, sờ ở đây đó anh. mua hàng là phải sờ. À <laughs> Cảm rồi, nhận chứ nhận hả? À, à, đó. Dạ. Thì à, sau đó thì à, mình một cuối cùng thì mình thấy nó cũng tương đối quan trọng đó là khâu chăm sóc dịch vụ sau bán ừ. hàng khi bạn bán xong thì bạn phải có thời gian để bên mình nó có hoạt động ngủ là luôn luôn túc trực nhắn tin cho khách hàng, khách hàng. Dạ. gần như 24 trên 24 Thanh duy à. Hả? À, là buổi <laughs> tối cũng gắng người ta hay sao anh? Đúng rồi, nửa đêm tại à. có những khách hàng mình mua thương hàng ở trên thương mại điện tử có những khách hàng mua hàng từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng vẫn có ra đơn. À, à, đó, người ta có vẫn hỏi à trả lời những thông tin dạ, Gần như vậy. Khách hàng đúng không anh? Thì cái wow. thì cảm giác có người mua hàng người ta vẫn yên tâm hơn nói chung là từ à. đầu tới chân là được chăm sóc toàn diện hết gần như, như vậy gần như vậy 24 bốn cho hình luôn. Dạ. 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 À. Còn thông tin gì muốn chia sẻ thêm không anh? Thì uh, mình cũng gói gọn như đó thôi. Tất nhiên là chương trình nó có hạn thì cũng mong là các bạn là <cười> 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 à, góp phúc ý thêm là, gì slogan mình lại gì anh nhắc lại hạnh à, phúc hạnh, uh... hạnh phúc của khách hàng hạnh phúc của thanh duy là hạnh phúc của dubai. Trời <cười> 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 À, Rồi con, cảm ơn anh tình à, rất là nhiều và bây giờ ở bên này ở phía mà ừ. gian hàng à, điện tử thay vì thấy cũng đang rất là háo hức muốn chia sẻ những thông tin đến cho tất cả các anh chị nhà bán hàng. Thanh như xin được mời anh Nguyễn Dương, anh Huỳnh Kỳ Cảnh, em mời anh Cảnh à, cùng chia sẻ những thông tin thú vị dành cho các anh chị nhà bán hàng. Mời anh, tôi là Cảnh đại diện gian <laughs> hàng điện tử của công ty Lazada Việt Nam xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý nhà bán hàng. Hiện tại, cổng đăng ký tham gia chương trình Sale hè rực rỡ đã mở từ ngày 15 tháng 5, 2020. Trong quá trình đăng ký, nếu có khó khăn, quý nhà bán hàng vui lòng liên hệ ngay với ngành hàng để được hỗ trợ. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến quý nhà bán hàng một số lưu ý nhỏ như sau. Thứ nhất, sau khi đăng ký tham gia chương trình, ngay và luôn, lên kế hoạch chữ hàng. Thứ hai, những sản phẩm quý nhà bán hàng tin rằng bán chốt, mình có thể đóng gói sẵn. Cái thứ ba, ngoài giá cả cạnh tranh. Quý nhà bán hàng có thể cung cấp cho quý khách hàng những tiện ích như miễn phí vận chuyển, combo linh hoạt, mua 2 tặng 1 hoặc mua hai giảm 20%, 30%, cũng như là thêm vô trợ để tăng doanh thu bán hàng. Và cái thứ tư là ngay bây giờ quý nhà bán hàng nên kiểm tra lại gian hàng, tên sản phẩm, hoài hoàn chỉnh chưa, cũng như gọi cho khách hàng đã mua nhưng chưa review để tăng rating và tăng doanh thu cho nhà bán hàng. Và cuối cùng, một lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng từ ngành hàng điện tử là trong tuần này, chính xác là ngày mai thứ tư lúc 3 giờ, ngành hàng điện tội có một buổi live stream trực tiếp để tư vấn cho quý nhà bán hàng những sản phẩm bán chạy nhất của ngành hàng điện tử trên Lazada. Trên cơ sở đó, quý nhà bán hàng có thể tự tin, mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm ngành hàng mở rộng trên thêm sản phẩm để mà kinh doanh trên Lazada và đương nhiên là để tăng doanh thu cho quý nhà bán hàng. Quý nhà bán hàng nhớ đón xem nhé. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý nhà bán hàng một mùa bội thu với sale hè rực rỡ cùng Lazada. Xin chân, dạ. chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh Cảnh. Ở bên cạnh anh Cảnh thì anh Duy thấy có anh Tường Lam là chủ của gian hàng của cửa hàng Anchor. Anh cũng có những chia sẻ thú vị dành cho các anh chị nhà bán hàng. Mời anh. À, trước tiên mình xin gửi lời chào chúc sức khỏe tới anh chị uh, nhà bán hàng đang uh, xem livestream trực tiếp. Thì uh, mình là Lam là đơn vị phân phối độc quyền Anker tại Việt Nam thì uh, mình có đôi lời chia sẻ nhân dịp livestream hôm nay để các anh chị có thể vì đặc thù của mình đó là nhà phân phối độc quyền có những cái chia sẻ của mình có thể nó không phù hợp với quy mô bán hàng của anh chị nhưng mà mình sẽ chia sẻ theo góc độ của người bán hàng cần làm những bước gì để chuẩn bị để đảm bảo được doanh số thì anh chị biết là Anchor thì là một thương hiệu nổi tiếng hàng đầu ở Mỹ rồi thì vấn đề chất lượng sản phẩm bên mình không phải lo nhưng mà để đảm bảo trong những cái chiến dịch mà ví dụ như là xe rực rỡ của Lada thì bên mình cần phải làm gì thứ nhất là phải xác định được danh sách lượng hàng mà như hồi bạn có một chia sẻ là phải xác định là hot SKU tức là một gọi là lấy traffic cho gian hàng mình và xác định được danh sách nào để đem lại margin tức là lợi nhuận và từ đó anh chị lên một danh sách deal để nộp sớm cho Lada và bên bình thường trước cầm á là cả team sẽ làm một cái buổi đó dù là phân tích là s hot đó là tối thiểu sẽ được bao nhiêu đơn tối đa bao nhiêu đơn để từ đó bên mình sẽ có sự chuẩn bị hàng hóa đầy đủ kể cả lượng đơn nó có sẽ bùng nổ mà tức là thị trường thì luôn luôn đúng mà chúng ta chỉ đi theo thị trường thôi chúng ta không mọi tính toán đều chỉ là tham khảo thôi chứ không thể chính xác được à, một đặc điểm một nữa là mình lưu ý là giá các chị làm deal á nó phải mang tính trung thực có nghĩa là giá niêm yết của mình luôn luôn là ngày bình thường là ví dụ giá 10 Vô điều giảm 30-40% thật thật là 6 và hoặc là 7 đồng á, thì nó chính xác chứ không có chuyện tình trạng là nâng giá ảo rồi các anh chị nâng cái phần trăm Vì cái niềm tin đối với gian hàng nó rất quan trọng Dẫn tới người ta nhìn thấy à cái điều này là 30 hay 40% thẩm niên trăm đó là điều thật chứ không phải là điều ảo à, Điểm thứ hai là tâm lý của người Việt mình á, giống như là Lada đưa cái tool nó là miễn phí vận chuyển thì các anh chị nên set up cho những cái mức sản phẩm, các anh chị có những miễn phí vận chuyển, ví dụ như là miễn phí vận chuyển trong nội thành của Hồ Chí Minh, uh, miễn phí uh, toàn quốc, hoặc thậm chí là du hot giao trong vòng 2 giờ tại Hồ Chí Minh, để uh, gọi là kích thích khách hàng họ sẽ quyết định mua với một cái upsell là đơn hàng lớn hơn để được miễn phí vận chuyển. Một điều thứ ba đó là tâm lý người Việt mình là thường thích là mua và được thêm, thì các anh chị sẽ up thêm những cái là mua một tặng một. Ví dụ Anchor sẽ có những chương trình, ví dụ như là À, mua một sản phẩm sẽ tự tặng thêm một sản phẩm gì đó à, ốp lưng hoặc là một cặp pin rồi hoặc là anh chị phải thêm những cái voucher theo những mức kích thích ví dụ như một triệu khám voucher cao hơn so với đơn hàng là trăm ngàn và các anh chị đưa thêm cái option có nghĩa là mua thêm hai hoặc ba sản phẩm thì được giảm thêm đó là những cái gọi là benefit khách hàng để kích thích khách hàng họ sẽ up sale trong một cái đơn hàng một đặt hàng của anh chị à, những cái việc đó là các anh chị đã hy sinh vô giá thì một cái mà giúp các anh chị là không phải hy sinh vào giá nhiều nhưng mà khách hàng họ sẽ quay trở lại Đó là các anh chị chuẩn bị nhân lực thật là tốt để có thể là giải đáp thắc mắc khách hàng trong quá trình họ mua hàng hỗ trợ Và xử lý đơn hàng thật là nhanh Ví dụ những cái chuyện anh chị hy sinh là cắt giá 30-40% miễn phí vận chuyển hoặc là tặng thêm sản phẩm Nhưng mà khách hàng đặt hàng mà phải mất là 3-4 ngày mới nhận được gói hàng đó thì gần như có thể họ sẽ hủy lúc nhận do đó bên mình luôn luôn là túc trực là 24 trên 24, đủ đóng hàng trong đêm là có đơn hàng đó đóng luôn. để là buổi sáng hôm sau là 9 giờ sáng vô là shipper có thể qua pick up hàng giao luôn trước 11 giờ hoặc là tỉnh thì có thể là thậm chí buổi chiều hoặc sáng hôm sau họ nhận được. thì đó là những cái mà các chị không phải trả giá vô vấn đề là hy sinh vô giá, bởi vì chất lượng dịch vụ là ngay thời điểm họ mua hàng họ đã có một trải nghiệm rất là tốt thì mua online mà nếu mà chờ lâu quá thì có thi tới lúc họ nhận 3 bốn ngày sau họ quyết định họ không nhận thì cái đơn tỷ lệ mà hủy đơn của anh chị rất là cao Nữa thì đó là những chia sẻ của mình thì um, ở góc độ là brand nhà phố độc quyền thì bên mình còn có một cái tuyệt chiêu nữa đó là thời điểm la đa chạy chương trình đó, thì bên mình sẽ làm là vấn đề là lóc kênh đảm bảo sao cho deal mà anh chị truyền thông tới khách hàng á đó. đó là giá tốt nhất và họ cảm thấy là trong thời điểm đó năm 7 ngày đó là gần như chỉ có la đa giá đó là tốt nhất thôi và làm sao truyền thông điều này thì bên mình sẽ dùng là bên mình bị có là tập khách hàng là fan của Anker, có cộng đồng có fanpage bên mình có traffic bởi vì những cái gì mà la hỗ trợ các anh chị ở trên bằng listing rồi landing bay banner vân vân nó chỉ là trong tập khách hàng của la thôi các anh chị phải có một tập khách hàng riêng hoặc là anh chị phải bỏ chi phí marketing để kéo những cái khách hàng mà có khả năng là khách hàng tiềm năng của anh chị về lada để họ mua được những cái điều mà anh chị đã hy sinh về giá để cho họ nhớ tới gia hàng anh chị và họ sẽ biết được sản phẩm mà mua deal cái cụ thể giống như là trong mùa Mega Campaign của xe rực rỡ thì chúng tôi có những sản phẩm hot deal ví dụ như Anchor thì là pin sạc cáp sẽ có những là sạc cáp với giá rất là sốc giảm 40% hoặc ví dụ như là về mảng âm thanh thì chúng tôi đã hy sinh là một sản phẩm là tai nghe bluetooth với giá cực sốc là 899 ngàn gần như trên thị trường chưa có sản phẩm với giá này hoặc là máy hút bụi mini với giá mà cực sốc là 799 ngàn hoặc là máy hút bụi thông minh chúng tôi hy sinh một mã là kéo với giá dưới 4 triệu luôn giống như giá này gọi là gọi là phá đảo trên trên sàn thương mại điện tử. <laughs> yeah. Thì đó nói như vậy để các anh chị quan tâm tới sản phẩm Anker dao sau co Ufi ấy, thì các anh chị sẽ follow gian hàng Anker flagship store hoặc là Ufi flagship store để các anh chị có thể mua deal được ngay trong ngày đầu tiên của campaign. À với sự chuẩn bị tốt và với kể về các mặt hàng hóa, à, nhân sự thì chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi sẽ đạt được những cái thành tích cao hơn những kỷ lục mà Anker đã đã có là ví dụ như là Doanh số trong một ngày là hơn một tỷ và một tỷ hai và sắp tới chúng ta sẽ vươn tới là một tỷ rưỡi yeah. trong một trong một ngày nhưng mà cái đó là kỳ vọng thôi và chúng ta làm hết cố sức hết và sau cái comment chúng ta đổ dữ liệu ra phải nhìn thêm là so sánh thực tế thị trường phản ứng thế nào so với lại cái cái ước tứ estimate ban đầu chúng mình đưa ra nếu chúng ta win được chúng ta biết lý do tại sao chúng ta win được và nếu chúng ta không đạt được chúng ta vẫn biết lý do tại sao không được được để chuẩn bị cho kỳ comment lần sau đó thì hy vọng với những chia sẻ như vậy giúp các anh chị bán hàng um, có thể gọi là học được những cái gì mà của anchor đã làm được tại trên uh, lazada và chúc các anh chị uh, mà bán hàng sẽ, uh, nhà bán hàng sẽ có một cái mùa là xe rực rỡ là số và như mơ trên lazada vào trong tháng 6 tới thiết thực dành cho tất cả các anh chị nhà bán hàng của chúng tôi và xin được cảm ơn các anh chị đến từ Lazada cũng như là những kinh nghiệm thực tiễn của các nhà bán hàng kỳ cựu đang ngồi đây và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều và thanh chi sẽ được thông báo với tất cả các anh chị nhà bán hàng là ngày hôm nay các anh chị còn có thể đặt câu hỏi dành cho tất cả các anh chị quản lý ngành hàng cũng như các nhà bán hàng kỳ cựu anh chị có những thắc mắc nào thì chúng ta có thể gửi câu hỏi đến ra chương trình và đặc biệt là những câu hỏi mà được thanh duy được ban tổ chức được thanh duy lựa chọn để đọc lên thì chúng ta sẽ nhận được một tai nghe samsung một phần thưởng cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ xin mời tất cả các anh chị nhà bán hàng chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi cho các anh chị quản lý ngành hàng cũng như là các nhà bán hàng kỳ cựu đang có mặt ở trong buổi livestream ngày hôm nay hiện tại thì thanh duy đã thấy có câu hỏi bắt đầu lên rồi đúng không ạ đầu tiên là câu hỏi dành cho chị hà à, câu hỏi của chị là À, à, nên chọn điêu vào cổng khuyến mãi chính như thế nào thì cho hiệu quả hả chị ha? À, thì hàng nghĩ là cái với cái câu hỏi này luôn luôn là cái trăn trở của các nhà bán hàng và cũng vừa được chia sẻ từ các anh chị nhà bán hàng có kinh nghiệm dạ. à, đó là khi mình chọn deal thì đầu tiên là mình phải chọn những sản phẩm nào thực sự nó đang là à, sản, thứ nhất là nó đạt tiêu chuẩn dạ. của 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 chương trình sale hè rực rỡ dạ. cái thứ hai là khi mình chọn được ra sản phẩm phù hợp đạt được tiêu chuẩn rồi thì um, cái uh, mình sẽ phải xem xét lại cái giá sản phẩm như thế nào yeah. và cũng giống như là chọn những cái sản phẩm nó có xu hướng tốt đương nhiên giống như hồi nãy cái trong cái câu hỏi cao hút của thanh duy cũng có hỏi đúng không là bao nhiêu sản phẩm có thể tham gia được chương trình yeah. thì thật ra là tất cả các sản phẩm yeah. mà phù hợp và đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia được Uh, và từ cái việc mình chọn sản phẩm xong thì mình sẽ quyết định về mặt giá cả theo uh, tiêu chí của Lazada cũng giống như là so với cạnh tranh thị trường như thế nào yeah. uh, và từ đó phân khúc từng nhóm sản phẩm ra tham gia từng cái chương trình chính để bổ trợ thêm cho, cho gian hàng của mình yeah. nói chung là mình cũng phải chia chia ra cái kiểu lược yeah, mình không phải có chiến lược chị hà cảm ơn uh, câu câu, uh, câu trả lời của chị hà và theo như cũng đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị nhà bán hàng uh, xin mời ạ uh, câu hỏi này dành cho chị hảo uh. chị hảo hãy chia sẻ lại cách thức để mà đăng ký livestream cho sale hè rực rỡ được không ạ à? À, Dạ, cảm ơn nhà bán hàng đã đặt câu hỏi thì em sẽ giải đáp ngay thì sẽ có ba bước chính để có thể đăng ký được livestream và thực ra là không gọi là quan trọng là livestream chính dịch mà cứ livestream nói chung thôi thì đăng ký với ba bước là số 1 là chúng ta vào seller center yeah. và sẽ có một cái phần gọi là truy cập và chúng ta vào phần last live yeah. và uh, sau đó thì khi mà vào được cái trang mà để điền thông tin rồi đăng nhập rồi thì mình sẽ điền cái thông tin đăng nhập của ứng dụng mua hàng đó để mình có thể kết nối được giữa tài khoản của người bán và người mua wow. là bước thứ hai và sau khi đã thực hiện được thành công bước thứ hai thì sẽ đến bước thứ ba là sẽ vào uh, app ứng dụng mua hàng để có thể thực hiện video test thì ba nãy cũng có một uh, uh, câu hỏi đại khái là cái livestream của mình thì yeah. nó ở trên cái phần nào thì đa, đa phần tất là mọi người đều nhầm giữa cái ứng dụng Seller center và cái app mua hàng yeah. thì mọi người hãy nhớ nha là chúng ta sẽ làm livestream thực hiện video test ở trên app mua hàng ạ app mua hàng. thì đó là chính là bước thứ ba yeah. thì ngoài ra có những cái bước extra ngoài ngoài lề một chút yeah. là sau khi đã đăng ký xong mà các anh chị nhà bán hàng không biết làm thế nào có thể thực hiện được livestream uh -huh. hay là Nà mình nên sử dụng chiến lược như thế nào cho livestream thì sẽ nên liên hệ với đội ngũ last line để có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp à, dạ, có gần nghĩa gần là à. đội, ng đội ngũ last line lúc nào cũng túc trực để có thể trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của các anh chị nhà bán hàng đúng không dạ, à? gần và, dòng... và hỗ trợ hết mình luôn gần giống dạ. anh bên anh Dubai ba một chút dạ. gần dòng... <laughs> hạnh phúc của khách hàng là hạnh phúc đúng của Lazada à? à? dạ, à. <laughs> cảm ơn rất nhiều và à, câu trả lời của chị không biết đã làm cho các anh chị nhà bán hàng hài lòng chưa ạ à? câu hỏi tiếp theo dành cho à, các anh chị ở đây như sau Đầu, à, đây là câu hỏi dành cho anh cảnh à. À, anh có thể chia sẻ tất cả các cổng cần nộp deal của ngành hàng điện tử trong chiến dịch sale hè rực rỡ lần này được không ạ? Dạ, chào anh một lần nữa. Thật ra thì cổng uh, khuyến mãi chương trình sale hè rực rỡ đã mở từ ngày 15 tháng 5. Yeah. Do đó quý nhà bán hàng có thể uh, vào sale center và có thể thấy được cái pop up của cái chương trình sale hè rực rỡ và mình sẽ chọn những cái chương trình khuyến mãi mà mình có thể uh, đáp ứng được những cái điều để tham gia chương trình. Uh, mình có mở tất cả những treasure bowl tùy theo cái mechanic của từng cái campaign để quý uh, nhà bán hàng có thể tham gia một cách rất là thoải mái cũng như là có thể nhiều sự lựa chọn khác nhau cho cái chương trình để tăng doanh thu cho quý nhà bán hàng. Xin chân thành cảm ơn dạ cảm ơn anh cảnh rất là nhiều à, quý vị ơi các anh chị nhà bán hàng ơi thanh duy cũng xin được nhắc lại là khi mà tham gia đặt câu hỏi cho các anh chị ở đây thì quý vị à, cũng có thể nhận được khi mà thanh duy đọc cái câu hỏi của ai thì người đó sẽ nhận được một tai nghe samsung cho nên mọi người hãy đặt câu hỏi thật là nhiều vào nha à, và câu hỏi tiếp theo dành cho à xem nào câu hỏi tiếp theo dành cho chị On ạ À, câu hỏi này có vẻ là hợp hợp tình hợp hợp, hợp tình cảnh của rất là nhiều người bây giờ à, 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 sau dịch covid 19 thì tình hình của ngành hàng thời trang khá là ẩm đạm à, không biết là cửa hàng đã giảm giá à, rất sâu và kết hợp miễn ship tặng voucher rất nhiều nhờ anh chị có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để ngành hàng thời trang có thể tăng trưởng tốt hơn được không ạ à? xin mời chị anh à, à, cảm ơn các anh chị nhà bán hàng đã đặt câu hỏi thì um, trước khi đến cái phần mà sau dịch covid thì mình cũng chia sẻ luôn là trong cái thời kỳ covid đúng là cái ngành hàng thời trang mình uh, trải qua một thời kỳ khá là ảm đạm không chỉ là online mà cả ở trên um, xu hướng thị trường nói chung yeah. tuy nhiên nếu như mà các anh chị nhìn vào uh, sâu vào vấn đề đó, thì thực sự là trong ngành hàng thời trang vẫn có những ngành hàng tăng trưởng rất tốt ở trong covid ví dụ như ngành hàng đồ ngủ đồ ở nhà hoặc là những ngành hàng mà uh, mình uh, tập thể thao dụng cụ ở nhà thì đó có nghĩa là cái việc mà bắt nhịp xu hướng thị trường là một cái việc rất là quan trọng đối với các anh chị nhà bán hàng mà mình cần phải lưu ý đến. À, sau cái thời kỳ Covid, à, tình hình Việt Nam mình nói chung là khá là tốt, tiến triển khá là tốt. Thì à, mình có một số cái gợi ý để các anh chị nhà bán hàng có thể tăng trưởng được doanh thu. Điểm thứ nhất là khi các anh chị à, có những cái chương trình lớn, ví dụ như voucher hoặc ví dụ như khuyến mãi lớn, mình nên kết hợp với à, tư vấn của ngành hàng để mình có thể hiển thị được những cái điều của mình, những cái sản phẩm của mình và những cái chương trình khuyến mãi của mình ở những vị trí tốt thì lúc đó mình sẽ có tăng được cái lượt truy cập và tăng được cái doanh thu của ngành hàng mình. À, đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là ở trên Seller Center mình có những cái công cụ mà cho phép tăng cái lượt truy cập của khách hàng à, đặc biệt trong những cái chương trình lớn hoặc những cái chương trình khuyến mãi. Ví dụ như là giải pháp tiếp thị liên kết, hoặc ví dụ như gần đây mình cũng có ra mắt cái chương trình mà gọi là mình gọi là quảng cáo ở trên công cụ search thì đó là những cái công cụ mà cho phép các anh chị vừa tăng được doanh thu vừa tăng được lượt truy cập và đặc biệt là trong những cái thời kỳ mà các anh chị có chương trình khuyến mãi lớn mình xin hết <laughs> cảm ơn chị oanh với những chia sẻ vừa rồi là hy vọng là với những chia sẻ của chị oanh thì cũng sẽ giúp cho các anh chị nhà bán hàng ngành hàng thời trang sẽ tiếp tục đạt được doanh số cao ở trong sau cái đợt dịch covid này mọi người như là chia sẻ ảm đạm đúng không ạ à? nhưng mà không sao chúng ta sẽ mở đầu một cái kỷ nguyên mới chúng ta sẽ bắt đầu làm lại và chúng ta sẽ có những cái thành công nhất định đúng không ạ à? À, và câu hỏi tiếp theo dành cho anh tỉnh có vẻ là sau cái phần giới thiệu vừa rồi mọi người thích anh lắm cho nên là câu hỏi về cho anh rất nhiều à. à một câu hỏi dành cho anh tĩnh là à, cho hỏi là Dubai Shop làm sao để có nhiều lượt tương tác khách hàng ghé thăm shop mình sau những mùa sale như thế này ạ à? À, thì sau những mùa sale như thế này thì theo như mình thì vẫn theo sự hỗ trợ của hệ thống của Lazada của mình à, có thể là tham gia những chương trình sau sale ở trên cổng lây nó vẫn có những chương trình sau sale yeah. à, tất nhiên là giá cả thì à, với hình ảnh chất lượng thì chúng ta luôn luôn phải giữ lại trong cái quá trình à, tham gia chương trình sale mình phải giao hàng đúng giao hàng chuẩn giao hàng tốt để yeah. cho cái khách hàng đó có cái ý mua hàng rất là tốt với cái shop của mình yeah. thì sau có thể họ mua cái hàng đó có thể giá nó tốt trong cái cái chương trình sale thì sau sale giá có cao hơn chút xíu thì họ có ấn tượng tốt họ vẫn mua hàng của mình được nói cách giữ khách hàng của mình. Dạ, yeah. nói chung là khách hàng thương đúng không anh? ấn yeah. tượng quan trọng. Yeah. Cảm ơn anh Tỉnh với câu trả lời vừa yeah. rồi. À, và câu hỏi tiếp theo à, xin được hỏi anh Tường Lam là anh có thể chia sẻ kinh nghiệm chọn deal khi mà tham gia chiến dịch sale hè rực rỡ được không anh? À, mình chia sẻ tại vì do bên mình là đơn vị phân phối thì bên mình nắm rất là rõ về yeah. các chuyện tương, uh, cái gọi là tập khách hàng của các sàn thương mại điện tử khác nhau. Yeah. Các anh chị phải xác định được, các bạn phải xác định được là trên Lazada tập khách hàng nó khác biệt với tập khách hàng của sàn còn lại như thế nào yeah. từ các anh chị chọn deal sản phẩm à, deal sản phẩm nó vẫn phải theo là làm theo cái nguồn hàng các anh chị có thể đưa ra được ví dụ bên mình chọn ra là ví dụ như là pin sạc cáp và nhu cầu là là vẫn còn hot uh -huh. hoặc là bên mình có một thương hiệu là về âm thanh là sau co thì cái trend mới là Wireless thì bên mình sẽ hy sinh một mã Wireless để làm sao kéo traffic làm deal uh, cho mảng âm thanh và mảng máy hút bụi gia dụng á, thì bên mình sẽ hy sinh một máy hút bụi cầm tay thì với cái chuyện các anh chị hy sinh không quá nhiều nhưng mà đây là nhu cầu có thật các anh chị sẽ chọn deal như vậy sẽ là thu hút được khách hàng vào những cái nhóm hàng cụ kết cụ thể à, và khi các anh chị làm kèm theo voucher thì mình thấy kinh nghiệm là lada thì là cái mức chi tiêu khách hàng lada thường cao hơn sàn shopee bên mình đã từng thử test trước khi chạy Lada có test Shopee và test gọi là test thị trường trước um, 30 ngày trong những nhóm sản phẩm và từ đó chọn những cái mã phù hợp với Lada mã đó bên mình không làm Shopee vì biết làm Shopee sẽ bị fail do đó các anh chị hỏi kinh nghiệm chọn deal thì thật ra nó nó đúc kết từ nhiều vấn đề lắm nhưng mà anh chị phải hiểu được chính tập khách hàng của mình trên gian hàng của mình trên Lazada để anh chị chọn được cái sản phẩm phù hợp và cái mức giá phù hợp chứ có những sản phẩm các anh chị có giảm sâu đi nữa nhưng mà không phù hợp với Tập là các ngành người ta thì anh sẽ bị fail trong cái comment đó, đó, thì xin là kinh nghiệm của cá nhân của mình. dạ yeah, Cảm ơn anh Lam đến từ uh, gian hàng uh, anchor. Cảm ơn anh. Uh, và câu câu hỏi tiếp theo uh, đến từ An Nam Sport. Uh, anh có thể chia sẻ chút về việc vượt qua những khó khăn lớn từ lúc khởi đầu với ngành sport đến khó khăn gần đây nhất là Covid 19. Em uh, xin mời anh. ạ Này là vô đúng uh, ngành của mình rồi. À, rất cảm ơn các nhà bán hàng đã đặt câu hỏi cho bên gian hàng của mình à, Thì nếu mà nói về những cái khó khăn à, lúc mà mới bắt đầu à, tiếp cận thương mại tử cũng như là cái ngành sport Thì à, cái khó khăn lớn nhất của mình là về cái chủ động và nguồn hàng Thật sự ra mọi người đều biết là à, chúng ta phụ thuộc khá nhiều vào cái chuyện là nhập khẩu hàng hóa mà đặc biệt là cái ngành sport Việt Nam mình hoàn toàn là gần như là chưa phát triển, chỉ có những cái sản phẩm liên về may mặc à, tức là sportwear thì tương đối là nhiều, còn về riêng về dụng cụ à, ví dụ thảm yoga, ghế tập gym à, tương đối là ít, có nhưng rất là ít. Thì cái này là cái vấn đề khó khăn à, đầu tiên mà mình gặp phải khi bắt đầu cái ngành hàng sport này. Để vừa phải làm sao để có thể đa dạng à, bằng cách là à, tận dụng cái nguồn hàng nội địa cũng như là cái uh, nhập khẩu uh, hàng hóa để cho nó đa dạng nhưng ngược lại cũng uh, hướng đến một cái sự phát triển uh, uh, nó bền vững hơn tức là xây dựng thương hiệu uh, liên hệ với các nhà máy tại nội địa Việt Nam mình để có được những cái sản phẩm vừa chất lượng nhưng mà cái khả năng cung cấp cung ứng hàng hóa đến khách hàng nó nhiều hơn yeah. đa dạng hơn yeah. và cái bước tiếp theo uh, cũng là một những trong những cái khó khăn là liên hệ với các brand lớn trong ngành sport thì cũng tương cũng tương đối là khó à, vì mình nếu mà mình mới bắt đầu thôi thì uh, thật sự ra là cái cái này giống như là uh, một cái chuyện nó 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 giống như mơ vậy ừ. <laughs> nhưng mà uh, khi mà mình làm trong ngành nó tầm khoảng được một năm đến 2 năm thì cái cái sự tiếp cận của mình uh, và kể cả cái tập khách hàng như hồi nãy anh cảnh anh tĩnh có chia sẻ thì 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 mình đã nắm được cái tập khách hàng của mình uh, là đối tượng như thế nào rồi yeah rồi mình tiếp cận mình chia sẻ với các brand các thương hiệu thì họ cũng sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác với mình để mình có được trong tay những cái brand cho ngành sport đó là một số cái khó khăn cơ bản trong cái vấn đề là mình bắt đầu cái ngành sport còn đối với về đại dịch uh, covid 19 vừa rồi thì mọi người cũng biết là thông thường nếu mà cái cái lượng hàng hóa tồn kho uh, từ cuối năm cho đến sau tết thì thật sự ra là các nhà, các nhà khác và bản thân mình các năm trước thì cũng không quá nhiều về cái chuyện là dự trữ tồn kho uh, cho cái mùa sau Tết. Nhưng mà mọi người cũng biết là đại dịch uh, Covid 19 nó bắt đầu từ sau Tết. Uh, nhưng mà như chị Oanh đã có chia sẻ trong đại dịch Covid 19 thì ngành sport lại là cái ngành mà phát, dạ. phát triển, uh, vượt bậc cái bật cái cái, đúng cái đúng nhu cầu của khách hàng nó rất nhiều. Đúng nhưng rồi. ngược lại thì uh, giống như ông Trời Thương. À, cũng có cũng có một chút may mắn là bên mình đã sau khi nghỉ Tết đã đầy chứa đầy kho và hàng hóa và kể cả tận dụng cái nguồn hàng hóa nội địa thì cũng đã đủ đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng trong cái đại dịch này và thật sự là cái nhu cầu tập tại nhà rồi họ không thể nào đến phòng tập được có những cái dụng cụ họ rất là cần thiết để duy trì được cái sức khỏe cũng như là cái chế độ luyện tập của họ thì cái những cái thiết bị dụng cụ tập tại nhà nó là một cái sự lựa chọn rất là 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 thiết thực trong cái thời điểm đại dịch bên mình rất là may mắn đã vượt qua đại dịch một cách là uh, may mắn và và uh, gọi là hoàn hảo uh, đến hy vọng là tất cả các bạn cũng có những cái nhìn nhận uh, trong cái thị trường sắp tới đại dịch qua rồi nhưng nếu giả uh, dạ dụ như dụng cụ nó không còn thiết thực ở tại nhà nữa thì chúng ta hướng đến phòng gym. phòng gym thì họ cần gì họ cần phụ kiện, họ cần quần áo, họ cần những cái uh, nho nhỏ để có thể phục vụ cho cái công chuyện và tập luyện của họ tại các phòng gym. Thì đó cũng là những cái mà chúng ta uh, chuẩn bị cho những cái uh, thời gian sắp tới cho từng cái ngành hàng của mình. Yeah. Cảm ơn các bạn. Nói chung là dù cho hoàn cảnh thế nào đến với chúng mình thì mình cứ lạc quan mình nhìn vào những vấn đề mình cần thiết rồi mình tiếp tục Đầu tư vô đó đúng không anh? Dạ yeah, đúng rồi. <laughs> Cảm ơn câu trả lời từ anh rất nhiều. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi nữa đến từ Ruby Shop cho ngành điện tử. À, ngoài giá thì những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của khách hàng để các shop có thể làm tốt hơn? À, câu này thì em mời anh Cảnh trả lời ạ. Em mời anh. À, xin cảm ơn uh, câu hỏi của nhà bán hàng. Uh, thật ra giống như chia sẻ từ anh Lam của Anchor. Dạ thì mình cũng biết được rằng là giá cả bây giờ không còn là quyết định sau cùng cho khách hàng để mà mua hàng. Thì quý nhà bán hàng cũng nên uh, lưu tâm đến việc trang uh, trí gian hàng của mình, cũng như là điều chỉnh lại những cái tên sản phẩm sao cho hợp lý, kèm theo là mình có những cái miễn phí vận chuyển, cũng như là mình làm combo hay là th tăng thêm voucher để tăng cái lượng doanh thu cho anh, quý nhà bán hàng. Chứ giá cả không còn là quan trọng như bây giờ, yeah. tôi nghĩ cảm vâng, ơn những câu trả lời của anh à, câu hỏi tiếp theo câu hỏi tiếp theo như sau à, tỷ lệ hủy đơn vào đợt sale campaign lớn rất cao nhiều, nhiều đơn quá thì nên shop sẽ không gọi xác nhận được có cách nào để mà chúng ta giảm cái tỷ lệ hủy đơn hoặc là giao không thành công ạ à? À, đặc biệt là câu hỏi này chắc là mời chị lợi về ngành hàng nhà cửa nhà cửa đời sống mời chị trả lời câu hỏi này mời chị Uh, cảm ơn nhà bán hàng đã đặt câu hỏi này cho ngành hàng của mình um, thì theo mình nếu um, tỷ lệ hủy đơn cao trong uh, mùa uh, sale thì um, trước tiên là hồi nãy mình có chia sẻ là mình nên um, việc này mình nghĩ là nó đã uh, nhà bán hàng đã uh, đối diện cái vấn đề này trong mùa sale trước nên thành ra trong mùa sale này mình hoàn toàn có thể là tự uh, đặt ra một cái mục tiêu doanh số của mình để ước lượng được là mình sẽ có khoảng bao nhiêu đơn hàng uh, có thể sẽ phát sinh thì giống như anh cảnh chia sẻ là nếu như đối với những cái sản phẩm mà top mà mình mà mình cảm thấy là có thể sẽ nổ đơn thì mình có thể là chuẩn bị trước đóng gói sẵn nhưng mà thực ra thì mình sẽ nhấn mạnh là mình nên có nhân sự số lượng nhân sự phù hợp thì có thể không phải là mình sẽ tuyển thêm mình có thể mời thêm những nhân sự thời vụ để hỗ trợ mình đóng gói hoặc là xác nhận với khách hàng rồi đóng gói và giao cho khách hàng thì như vậy mình cái tỷ lệ hủy hàng của mình sẽ có thể giảm đi rất nhiều ạ Yeah, không biết là câu câu trả lời như yeah. vậy đã hài lòng nhà bán hàng mình chưa ạ? Dạ, em nghĩ là chắc là quá hài lòng luôn rồi. <cười> <cười> Cảm ơn chị mình rất nhiều. À, bây giờ sẽ hỏi tiếp theo thì của bạn nhà bán hàng SIXO à, Anh chị có thể cho em hỏi là từ ngày 18 tháng 6 đến 22 tháng 6 thì Lazada có ra voucher free ship cho đơn không đồng 49k hay là 99k không ạ? À? Câu này thì chắc em mời chị Hà trả lời ạ. À. Mời chị. Đây cũng là một câu hỏi mà Hà luôn nhận được mỗi kỳ Mega. À, thì như hiện tại các anh chị thấy à, đối với những ngày bình thường đặc biệt trong tháng 5 này thì Lazada đã tập trung đầu tư thêm rất là nhiều, đặc biệt là đánh mạnh vào phần voucher free ship à, và nó đang có một cái sức ảnh hưởng khá là tích cực. À, khi mà tỷ lệ mà gọi là được phủ bởi được được tài trợ bởi voucher của Lazada free ship đã tăng lên gấp đôi à, so với à, các tháng trước và tin chắc là cho đối với chương trình sale hè rực rỡ của tháng 6 thì Lazada sẽ tiếp tục đầu tư và đầu tư mạnh hơn nữa cho vấn đề voucher free ship này để mang đến được một trải nghiệm thật là tốt cho khách hàng cũng giống như nhà bán hàng nhà bán hàng quá sướng luôn rồi. quá sướng luôn rồi cảm ơn chị Hà à, bây giờ một câu hỏi nữa đến từ phụ kiện Aha Case chị Ha Tô đấy bạn hỏi đích danh chị Ha luôn chị Ha Tô giúp em là bạn có thắc mắc là nên live khung giờ nào sẽ có nhiều tương tác nhất đấy cái này là đúng đó. quý vị cũng phải lựa cái giờ live sao mình cho người ta coi nhiều là giờ nào hả chị Dạ, thì thật ra là yếu tố giờ nó chỉ có ảnh hưởng một phần đến cái lượng tương tác và cái lượt view nhiều thôi còn thật ra như những nhà bán hàng ưu tú vừa có chia sẻ là đầu tiên là mình phải nắm về cái xu hướng thì mình phải hiểu sản phẩm ừ. là sản phẩm của mình sẽ phù hợp cho cái đối tượng nào và đối yeah. tượng đấy sẽ có hành vi hoạt động như thế nào. Yeah. Em ví dụ giả sử như là có những nhà bán hàng mẹ và bé ấy, thì bán lại rất tốt khi mà livestream vào buổi tối. Mm. Thì thường là giờ mm. các con đã ngủ rồi, nằm trong con mình lướt, xong mình yeah. thấy xinh quá con mình nằm bên cạnh, tưởng tượng lại là thấy đẹp mua luôn. <laughs> đấy thì cái 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 tâm lý diễn biến kiểu kiểu như vậy yeah. và có những nhà bán hàng thì khi mà bán những cái đồ nho nhỏ dành cho là các em học sinh thì lại phù hợp vào cái khoảng buổi trưa hay là buổi chiều khi mà vừa mới tan trường đang ngồi ăn trưa kể cả giới văn phòng cũng thế hay ngồi lướt điện thoại thành ra là về cái khung giờ thì thực sự ở nhà bán hàng của em rất là nhiều nhưng cái quan trọng nhất là do cái sản phẩm của mình bán nó đi với đối tượng nào và cái hành vi như thế nào đó thì sau khi mà mình đã có được một cái định hình như vậy rồi thì mình sẽ nên kiểm tra thử và sẽ nên kiểm tra theo một quá trình dài thì mới có những cái gọi là kết luận mà nó chính xác được và thực ra thì cái quan trọng nhất ảnh hưởng đến tương tác và đến cái gọi là lượt xem ở đây vẫn là mình quảng cáo ra cho người ta biết là mình có làm livestream vào cái khung giờ đó yeah. thì cái đó nó tác động nhiều hơn giữa các việc là cái khung giờ trong một ngày yeah. dạ thì mong là câu trả lời này cũng thỏa mãn nhà bán hàng à, nhưng mà nhà bán hàng này đến từ gọi là phụ kiện rồi dạ. các khê điện thoại các kiểu thì chị nghĩ là cái khung giờ nào sẽ hợp lý cho cái nhà bán hàng này ạ à, đối với cái trường hợp này thì như em thấy là giới sinh viên và giới văn phòng thì em có thể là tư vấn cái khung giờ buổi trưa và khung giờ buổi chiều à, nhất thế. là cái tầm mà buổi chiều mà đang cực kỳ buồn ngủ thì à. mình sẽ nên, <laughs> mình like nên đúng rồi mình đây livestream cho <laughs> người ta tỉnh ngủ mình livestream cho người ta là nhìn gọi là có một chút những cái niềm vui tại vì là đôi khi có những cái mặt hàng mà nó rất là phức tạp mà mình cần nhiều cái thời gian yeah. để mình tìm hiểu thì mình lại không thể nào mà mình lướt mình tranh thủ khi ừ. mình đang nghỉ hay là khi mình đang ăn uống được đó ừ. thành ra là đối với những cái mà sản phẩm nhỏ nhỏ hơn những cái phụ kiện điện thoại mình cái thời gian của mình thật ra lại rất là thoải mái dạ. mình có thể phân bổ sáng trưa chiều, chiều đều được dạ dạ còn cái nội dung khi mà livestream mình cũng phải chuẩn bị thật là kỹ đúng không ạ mình hiểu về sản phẩm của mình mình hiểu về cái hành vi của khách hàng của mình thì mình có thể có những cái nội dung chính xác hơn đúng không dạ chị? đúng ạ dạ cảm ơn chị hato rất nhiều và câu hỏi tiếp theo đến từ bao bì hồ, à, hcm túi zip home store à xin được hỏi là gian hàng à Bam bam, bam. bam store những cách nào mình hay áp dụng để tăng lượt truy cập mỗi ngày một cách cao nhất để tặng để tăng lượng khách hàng mỗi ngày về à? à đại diện của Ban Ban soi mình hậu à. <laughs> à dạ em xin cảm ơn câu hỏi của nhà bán hàng thì em xin trả lời câu hỏi như sau khi mà để tăng được cái lượng traffic á thì các anh chị phải cần biết được là khách hàng của mình thường thì sẽ truy cập vào cái à, cái kênh bán mua cái kênh mua hàng của Lazada như thế nào thì theo như cái mà em được à, trực tiếp mà được đi hỏi và trực tiếp và cảm nhận với khách hàng em á thì em sẽ đi theo là nhờ họ là quay lại cái màn hình khi mà họ bắt đầu vào trong cái gian hàng á vào trong cái cái cái, cái sàn thương mại điện tử Lazada á thì họ sẽ truy cập như thế nào thì từ đó em sẽ cố gắng cho những sản phẩm của em vào trong những cái vị trí đó ví dụ như là khách hàng họ thường sẽ truy cập vào những cái cổng lá sale trước thì em sẽ ưu tiên co những cái con sản phẩm nào mà được vào lá sale đủ điều kiện vào lá sale thì em sẽ đăng ký và có nhất giá nó hợp lý À, và cái tiếp theo đó chính là đối với những khách hàng nào họ có xu hướng là họ vào cái kênh sờ đó là cái kênh tìm kiếm á thì uh, cái thì em sẽ vào trong cái kênh tìm kiếm em sẽ xem coi rằng là cái kênh tìm kiếm thì nó sẽ ưu tiên như thế nào để cho sản phẩm được đẩy lên trên và cái và và thì em nhận ra được rằng là thứ nhất đó chính là cái hệ thống của mình mình á, nó khá là gọi là, là cá nhân hóa thì uh, thì mình có thể là mình kiểm tra lại xem cái khu vực địa lý của mình á nó có phù hợp chưa mình có sao sát chưa các anh chị nên kiểm tra rằng là trong cái sản phẩm của mình trong kênh á có cái chữ là khu vực địa lý ở dưới hay là không ví dụ như là hồ chí minh hay là hà nội hay là việt nam thì mình kiểm tra lại và tiếp theo đó là chúng ta phải xem thử là cái hình ảnh của chúng ta đó, nó có bắt mắt hơn các cái gian hàng khác chưa ví dụ như bên em thì thường sẽ chăm chút vào hình ảnh nhiều hơn à, hầu như những con sản phẩm mà mang về traffic cao đó, là những con sản phẩm là nhưng giờ đem đi chinh chiến là chắc mặt trận luôn á thì qua những cái mặt trận khác thì bên em đều đổi hình ảnh hết để cho nó có cái gì đó mới mẻ hơn thu hút khách hàng mới hơn à, và cái nữa đến là các chương trình khuyến mãi thì các anh chị nên ưu tiên tham gia vào các chương trình khuyến mãi tại vì các anh chị biết rằng là à, cái traffic hiện tại bây giờ nó khác như ngày xưa rất là nhiều bây giờ các traffic đó nó như là những chiếc rổ vậy và những cái rổ đó nó to nó nhỏ nó tùy thuộc vào những cái mức độ campaign của mình yeah. thì các anh chị nên mình chọn hợp lý và có mức độ discount vừa phải hợp lý nhất À, để mình còn cộng thêm những các cái yếu tố để tăng tỷ lệ chuyển đổi nữa thì lúc đó các anh chị tham gia vào các cái rổ như là các cái campaign, các cái chương trình khuyến mãi để cho cái mình thu hút được nhiều cái lượng traffic nhất. Dạ, yeah, em xin cảm ơn. Cảm ơn những một câu trả lời đỉnh đỉnh đúng không anh. Đỉnh đúng không anh cảnh hay quá. Bắn tim cho anh hậu rất nhiều. À, và các bạn và các anh chị nhà bán hàng ơi, thời gian không còn nhiều nữa. Thanh Duy xin được cảm ơn rất là nhiều những cái câu hỏi đến từ các anh chị nhà bán hàng và cũng xin đại diện cho Lazada cảm ơn các anh chị các anh chị bán hàng kỳ cựu, những quản lý ngành hàng đã tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay. Và những nhà bán hàng được Lazada thông báo nhận quà sau chương trình livestream thì xin các anh chị vui lòng inbox cho fanpage để nhận quà tên fanpage là bán hàng cùng lazada việt nam các anh chị nhớ nhá các anh chị vui lòng inbox cho fanpage này để chúng ta có thông tin nếu mà chưa chương trình có thể gửi quà đến cho tất cả các anh chị và thời lượng dành cho chương trình đến đây đã hết rồi À, thanh duy hôm nay cảm ơn một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia buổi livestream hôm nay có những cái thanh duy có chuẩn bị sẵn những chiếc nón mùa hè anh cảnh có thể giúp em chuyển những cái nón này ra được không ạ <laughs> dạ à? yeah. à, thanh duy xin được tặng cho các anh chị mỗi người một cái nón để chúng ta có thể tham gia chào hè một cách rực rỡ uh, và tăng doanh số các anh chị nha dạ yeah. đây cho em rồi dạ yeah. ở đây ạ à. rất là vui vì hôm nay đã có sự tham gia của tất cả các anh chị À, các anh chị nhà bán ơi, bây giờ mùa hè đã sắp tới rồi Hy vọng là trong cái đợt uh, chương trình chiến dịch lần này thì các anh chị sẽ có một sự chuẩn bị thật tốt Và sẽ có những uh, danh số thật là cao để chúng ta bắt đầu một mùa hè rất là tuyệt vời nha Và bây giờ thì Thanh Duy xin mời tất cả các anh chị ở đây Chúng ta sẽ cùng chúc cho tất cả các uh, nhà bán hàng chúng ta một mùa, uh, một mùa, một, một, một cái chiến dịch thật là tuyệt vời Chúng ta bắt đầu nha 3, 2, 1 Xeo hè được rõ, số về như mơ